Chương 541: Niết bàn Hỏa Lôi Châu. Uy lực của Niết bàn Ma Viêm đến mức nào, trong lòng Lâm Động hiểu rất rõ. Cái loại tồn tại này cho dù là cường giả đã tiến nhập vào Tam Nguyên Niết bàn, cũng đều vô cùng kiêng kỵ. Nếu như biết dùng đúng lúc thì rõ ràng là một sát chiêu không thể xem thường. Đương nhiên, ai cũng đều biết rõ uy lực của Niết bàn Ma Viêm, nhưng những cường giả vượt qua Niết bàn kiếp đều coi đây như cái gai trong mắt, đều cầu mong cho nó sớm biến mất. Đa số mọi người đều không có bản lĩnh cùng dã tâm như là Lâm Động quyết thu phục niết bàn ma viêm để sử dụng. Lâm Động rõ ràng là người làm việc vô cùng mau lẹ, trong lòng vừa quyết thì không hề nấn ná thêm chút nào. Tâm thần khẽ động, nguyên lực cùng tinh thần lực hùng hậu từ trong cơ thể cơ hồ lúc này đều tận lực xuất khai. Ong ong, nguồn năng lượng khổng lồ gào thét bên trong thân thể Lâm Động, xuất hiện ra bên ngoài với hình dáng bất định bao vây lấy niết bàn ma viêm, sau đó quay chúng lại như lùa gia súc, tập trung chúng đến một chỗ. Lúc này trong thân thể Lâm Động, những đốm niết bàn ma viêm màu đen đang hừng hực thiêu đốt nhưng thứ khiến cho rất nhiều kẻ độ kiếp cảm thấy khiếp sợ này, hiện tại đã bắt đầu có dấu hiệu yếu dần. Bởi vì xung quanh chúng, từ trên xuống dưới gần như toàn bộ đều bị tinh thần lực cùng nguyên lực của lâm động, bao vây chặt lấy. Cho dù chúng phóng ra lực lượng dung hòa khủng bố, nhưng cũng không thể thoát ra khỏi cái vòng vây đáng sợ này. Có điều tuy nhất bản ma viêm, bị lâm động thôi động nguyên lực cùng tinh thần lực bao vây chặt lấy, nhưng chỉ như vậy mà muốn thu phục chúng thì hiển nhiên là chuyện không thể. Niết bàn ma viêm quả thực quá cuồng bạo, những lực lượng tầm thường hoàn toàn không có khả năng khuất phục chúng. Nhưng tình huống này Lâm Động hiển nhiên là đã dự liệu trước, nếu như Niết Bàn Ma Viêm có thể dễ dàng hàng phục, vậy thì thứ này có lẽ cũng không có khả năng hiếm có như vậy. Ô, ô, ông, bên trong vòng vây khép kín kia chợt vang lên một âm thanh vù vù kỳ quái. Chợt một tia sáng trắng nhè nhẹ thoát ra khỏi vòng vây, thoáng chớp lóe hiện lên. Những tia ánh sáng trắng nhẹ nhàng lơ lửng trước tinh thần lực và nguyên lực, trông tựa như nhân vật đế vương nhận sự sùng bái của vạn dân vậy dưới luồng quang mang màu trắng này ngay cả nhất bàn ma viêm vốn cường bạo bất tuân cũng phải lui lại ít nhiều tia sáng trắng ẩn hiện bất định nhìn bằng mắt thường có thể thấy trong đó có một khối thạch phù cổ xưa lơ lửng trong đó một cảm xúc khó diễn tả từ trong đó như có như không khuếch tán ra hiện tại trên người lâm động có thể hàng phục niết bàn ma viêm hiển nhiên cũng chỉ có khối thạch phù cổ xưa thần bí này mà thôi đối với khối thạch phù đã có được khá nhiều năm nay này cho dù là lâm động hiện giờ cũng không rõ sự ảo diệu của nó những vũ kỹ năm xưa bên trong khối thạch phù này đối với hắn hiện tại cũng đã mất đi tác dụng rồi, vũ kỹ mà hôm nay hắn đoạt được đã không chỉ là cấp độ tầm thường như vậy nữa. Những người sáng tạo ra những thứ vũ kỹ này đều từng là những nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, vũ kỹ mà bọn họ dốc lòng tạo ra, cho dù là vũ kỹ trong thạch phù cũng khó lòng có thể vượt qua nổi. Lâm Động từng thử thăm dò các năng lực khác của Thạch Phù nhưng lần nào cũng thất bại. Bởi mỗi khi hắn dùng tinh thần lực tiến vào thăm dò đều như là đá chìm xuống đáy biển thạch phù hoàn toàn không hề có một chút phản hồi nào, khiến cho lâm động cảm thấy chán nản. Dần dà hắn cũng phải thuận theo tự nhiên, dù sao thì thạch phù này cũng còn ở trong thân thể hắn, nếu như hắn gặp phải tình huống nguy hiểm, thạch phù ít nhất cũng có thể xuất ra theo bản năng, dù nhiều dù ít cũng có thể đỡ cho hắn một chút phiền toái. Thạch phù dưới sự thôi động của lâm động, bay lơ lửng phía trước đám nhiệt bàn ma viêm, từng tia ánh sáng trắng nhè nhẹ ẩn hiện nhìn như yếu ớt, nhưng thực sự vô cùng cường hãn. Ong 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 một lát sau khi thạch phù xuất hiện, đột nhiên có một tia quang mang màu trắng vọt mạnh ra, đan xen vào nhau, hóa thành một cái lưới khổng lồ bao phủ lấy Niết bàn Ma Viêm vào bên trong. Đối mặt với lưới ánh sáng ấy, Niết bàn Ma Viêm cũng không cam chịu bị bắt. Lúc này những đốm lửa nhất thời bốc lên bừng bừng, lực dung hóa tràn ra, rõ ràng là muốn dung hợp luôn cái lưới ánh sáng kia. Suy suy, nhưng mà sự dung hợp lúc này rõ ràng là cũng không thu được hiệu quả gì rõ rệt. Lưới ánh sáng trắng nhạt nhìn qua cơ hồ rất mỏng manh, nhưng lúc này dưới lực dung hòa của Niết bàn Ma Viêm lại hoàn toàn không suy chuyển. Có thể thấy, lực dung hòa của Niết bàn Ma Viêm đối với nó hoàn toàn không có chút hiệu quả nào. Lưới ánh sáng có thể vô sự trước lực dung hóa này, khiến cho khả năng của Niết bàn Ma Viêm rõ ràng cũng bị giảm đi nhiều. Lưới ánh sáng lướt đến, đầu tiên là nhốt Niết bàn Ma Viêm vào bên trong, sau đó mặc cho nó dãy rụa cách cũng không thể nào thoát được ra ngoài. Trấn Áp, Lâm Động nhìn thấy tình hình thuận lợi như vậy, cũng chợt cười nhạt, sau đó tâm thần khẽ động. Thạch phù vọt mạnh ra, trực tiếp xuất hiện một đám ánh sáng trắng nhè nhẹ, dưới sự tán phát của luồng ánh sáng này, một đám Niết bàn Ma Viêm vốn đang vô cùng điên cuồng cũng trở nên tĩnh lặng đến lạ thường. Năng lực của Thạch phù quả thực vượt qua dự liệu của Lâm Động. Niết bàn Ma Viêm khi trước khiến cho hắn phải đau đầu, không ngờ giờ đây nằm trong tay Thạch phù lại không hề có chút phản kháng nào. Điều này thực khiến cho Lâm Động không thể không thầm thán phục, Thạch phù này quả nhiên là thần bí khó lường. Ngưng Thạch phù đang chấn áp niết bản ma viêm, lưới ánh sáng chợt nén chặt lại, lập tức niết bản ma viêm trong đó cũng bắt đầu nhanh chóng bị ép chặt lại. Từng cỗ ba động cuồng bạo không ngừng tán phát, có điều dưới sự chấn áp của Thạch phù cũng không thể truyền ra ngoài được. Niết bản ma viêm ngày càng nhỏ lại, nhưng màu sắc lại trở nên ngày càng thâm sâu hơn, mơ hồ có những cỗ ba động như muốn hủy diệt mọi thứ xuất khai. Một đốm niết bản ma viêm to lớn bắt đầu dần dần biến mất, thay vào đó là năm đốm hỏa diễm nhỏ hơn, có một màu đen trông thật thâm sâu. Một lát sau, đốm hỏa diễm nhỏ kia chợt phình to ra một chút, cuối cùng to ra cỡ đầu ngón tay thì mới dừng lại. Năm khối tròn màu đen to bằng ngón tay lặng lẽ lơ lửng bên trong lưới ánh sáng, im ắng không một tiếng động, nhưng toát ra một loại khí tức khiến cho người khác phải cảm thấy khiếp sợ. Niết bàn ma viêm lúc trước không ngờ đã bị Lâm Động dần áp chế trở thành năm khối hắc châu hỏa. Nhìn thấy năm khối hắc châu kỳ lạ to bằng ngón tay này, trong lòng Lâm Động chợt dâng lên cảm giác vừa kinh sợ vừa vui mừng, sau đó hai mắt đang nhắm chặt dần mở ra hai ngón kẹp lấy, một khối hắc châu đã xuất hiện giữa hai ngón tay hắn. Những khối hắc châu do Niết Bàn Ma Viêm ngưng tụ thành hoàn toàn không hề nóng, trái lại còn có chút lành lạnh. Nhưng Lâm Động biết rõ, một khi thứ này thực sự ra tay, e là một gã cường giả, Tam Nguyên Niết Bàn cũng phải chật vật mới đối phó được. Thứ này, gọi là Niết Bàn Hỏa Lôi Châu đi. Lâm Động vuốt vuốt vật tròn đen này, sau khi đem số Niết Bàn Ma Viêm trong người áp chế hết lại, chỉ có thể thu được 5 viên Niết Bàn Hỏa Lôi Châu này, nhưng hắn tin rằng rồi đây chắc chắn nó sẽ cho những hiệu quả bất ngờ. Thu hoạch lớn nhất là đã vượt qua Niết bàn kiếp, ngón tay giữa Lâm Động búng một cái, liền đem Niết bàn hỏa lôi châu thu vào trong cơ thể, sau đó duỗi lưng mệt mỏi, lập tức xương cốt toàn thân hắn phát ra một loạt những tiếng kêu cách cách. Một cảm giác mạnh mẽ trước giờ chưa từng thấy từ tứ chi bách hài toàn thân lan ra, cuối cùng tràn ra khắp cơ thể hắn, như là thủy triều dâng lên, hùng hậu mà mạnh mẽ. Tam nguyên niết bàn, trên khuôn mặt Lâm Động chợt hiện lên một nụ cười hài lòng trải qua sự khổ luyện trong 4 tháng nay thực lực của hắn rõ ràng là đã đạt đến mức có thể làm cho dung trời chuyển đất hắn hiện tại so với khi mới tiến vào viễn cổ bí tàng giống như là một trời một vực vậy cường giả vượt qua ba lần niết bàn kiếp cho dù là tìm khắp vùng chiến trường viễn cổ cũng có thể coi như là một nhân vật tuyệt thế tuy rằng bên trên còn có những nhân vật mạnh mẽ hơn nhiều nhưng lâm động cũng không hề sợ hãi hắn hôm nay đã có át chủ bài rất mạnh kẻ thù khó khăn nhất của tam nguyên niết bàn chính là niết bàn ma viêm này cho dù là cường giải nhập vào tứ nguyên niết bàn có muốn đối phó e rằng cũng là một việc không hề dễ lâm động bừng tỉnh từ trong suy nghĩ thoáng cảm ứng một chút sự biến đổi trong cơ thể sau khi không thấy chút động tĩnh nào nữa lúc này mới ngẩng đầu lên phóng tầm mắt ra phía sau trong đan hà ngoài mấy trăm trượng kia một cái quang kén cực lớn lơ lửng trên không ánh sáng trắng đen bao bọc xung quanh sinh tử khí tràn ra bạo liệt giống như một vòng tuần hoàn sinh tử vậy quang kén hôm nay so với bốn tháng trước rõ ràng là đã lớn hơn đến chục lần hơn nữa lâm động cũng cảm ứng được một cỗ khí tức yếu ớt trong đó đang dần trở nên mạnh mẽ hơn, với một tốc độ kinh người. Nguồn chuyện, nhưng quan trọng nhất là, bên trong quang kén, lâm động bắt đầu cảm nhận được rõ ràng cỗ khí tức của một thân thể. Tiểu điêu đang tồn tại ở trạng thái yêu linh, không có thân thể, nhưng bên trong quang kén hôm nay lại xuất hiện loại khí tức này. Xem ra hiệu quả của sinh tử chuyển luân đan thật sự đã bắt đầu được phát huy. Phải nhanh lên, cảm nhận được thân thể kia đang di chuyển. Lâm động nhẹ giọng nói, tiểu điêu tiến vào tầng sâu nhất bế quan đã 4 tháng, nếu như không có biến cố gì lớn xảy ra ngoài ý muốn, có lẽ sẽ chỉ một thời gian ngắn nữa thôi là sẽ xuất quan. Sau khi tiểu điêu xuất quan, khi đó hắn sẽ là một đầu thiên yêu điêu đứng ở đỉnh phong trong giới yêu thú. Đối với trạng thái chân thật của tiểu điêu, trong lòng lâm động thực cũng vô cùng hiếu kỳ. O không o, chương 542, thiên yêu điêu chân chính. Một cái quang kén trắng đen cực lớn lơ lửng phiêu phủ trong đan hà, quang mang sinh tử khí bao bọc xung quanh tạo nên một cảnh tượng vô cùng kỳ quái. Từng cỗ khí huyết nhục mãnh liệt bên trong quần sáng sinh tử đang luân chuyển, lặng lẽ phóng xuất ra mơ hồ. Trong cỗ khí tức này lại tràn ngập một sự hung bạo khó tưởng tượng nổi. Có thể thấy, tựa hồ bên trong quang kén đang sản sinh ra một đầu hung thú tuyệt thế vậy. Lâm Động đứng ngoài đan hà, ánh mắt có chút khẩn trương nhìn vào quang kén với quần sáng ẩn hiện bao quanh. Tuy hắn có lòng tin với Tiểu Điêu, nhưng rõ ràng trong lòng vẫn còn có chút lo lắng để hình thành được thân thể không phải là việc tầm thường cho dù là cường giải nhập vào cử nguyên niết bàn cũng không thể đảm bảo thành công việc lần này sự mạo hiểm rõ ràng là không nhỏ lâm động quen biết tiểu điêu đã nhiều năm hắn có thể đạt được bước tiến như ngày hôm nay hiển nhiên có công lao không nhỏ của tiểu điêu tình cảm giữa hai người không phải là ít nếu như tiểu điêu có bề gì e rằng sẽ là một sự đả kích lớn đối với lâm động tiểu tử ngươi lúc này không thể để xảy ra chuyện gì được bàn tay lâm động khẽ nắm chặt lại thì thào lầm bẩm Ẩm, um, cơ hồ là nghe được lời nói của Lâm Động, quang kén vốn không có động tĩnh trong 4 tháng nay, đột nhiên trong lúc này chợt rung lên mạnh mẽ. Một luồng sóng cuồng bạo tán phát ra, tạo ra từng đợt sóng lớn trên đan hà. Hà, sự việc bất ngờ này khiến cho Lâm Động chợt cả kinh, ánh mắt vội nhìn ra. Hắn nhìn thấy bên ngoài quang kén chợt bắt đầu thoáng hiện lên một tầng quang mang tử hắc sắc. Nguồn chuyện, khi quang mang tử hắc sắc hiện lên, một cỗ hấp lực vô cùng hung hãn đột nhiên tuôn ra từ quang kén dưới lực hấp thụ có thể nói là vô cùng cuồng bạo này, niết bàn khí bên trên đan hà lập tức trở nên vô cùng hỗn loạn. Từng cột sáng do niết bàn khí ngưng tụ thành từ trong đan hà vọt mạnh ra, giống như hàng vạn con cự long từ trong nước sông ra, hướng thẳng về phía quang kén mà phóng vọt tới. Suy suy, ngay khi niết bàn khí vừa tiếp xúc với quang kén liền không hề có một sự bài xích nào, đã trực tiếp bị hút vào bên trong đó. Niết bàn khí điên cuồng tiến vào trong quang kén, còn quang kén cũng như là một cái động không đáy, mặc cho có bao nhiêu niết bản khí chảy vào, nó vẫn không hề có dấu hiệu là sẽ dừng lại. Ánh mắt Lâm Động Hiếu Kỳ nhìn Đan Hà Cơ Hồ, như đang muốn chấn động thiên địa ở ngay trước mắt mình. Hắn có thể cảm thấy niết bản khí ngưng tụ trong Đan Hà đang bị quang kén hấp thụ với một tốc độ kinh người. Không ngờ lại có lực hấp thụ mạnh mẽ đến thế này, chẳng trách tiểu điêu nói hình thành thân thể sẽ cần cung cấp năng lượng vô cùng lớn. Nếu như không phải đang ở trên Đan Hà này, cho dù là đem tất cả niết bản đan, mà lâm động có trên người e rằng cũng không đủ cho tiểu điêu hít một hơi. Dầm ào ào, cùng với lượng niết bàn khí khổng lồ đang điên cuồng đổ vào, quang mang tử hắc sắc trên quang kén cũng dần trở nên sẫm tối lại. Dưới sự quan sát của lâm động, sự hấp thụ cơ hồ đến mức tham lam này liên tục tiếp diễn trong trọn một ngày. Sự hấp thụ đến mức này khiến cho da đầu lâm động phải run lên. Thiên yêu điêu này cũng thật là khủng khiếp, năng lượng cần thiết không ngờ nhiều đến như vậy nhưng may mắn là sự hấp thụ không thể khống chế nổi này cũng không tiếp diễn quá lâu. Nếu không, e rằng cho dù là toàn bộ đan hà này cũng sẽ bị tiểu điêu nuốt sạch không còn. Chút gì? Sạt, khi sự hấp thụ tiếp diễn đến trưa ngày thứ hai, một âm thanh cực nhỏ lặng lẽ truyền vào trong tai lâm động. Âm thanh này không vang, nhưng khi lọt vào tai lâm động lại vô cùng chói tai. Thân thể hắn lúc này chợt run lên, ánh mắt nhìn về phía quang kén đã hoàn toàn trở thành màu tím đen. Đồng tử đột nhiên co rụt lại, bởi vì trên quang kén đó hắn nhìn thấy một vết dạn nứt đang dần lan rộng ra hắn biết rằng lần bế quan này của tiểu điêu dường như là đã hoàn thành từng vết nứt hiện rõ lên nửa giờ sau các vết nứt đã tràn ngập khắp cả quang kén mà lâm động đang nhìn không chớp mắt kia tia sáng màu tím đen thần bí mà âm u tử trong vết nứt tán phát ra từng cỗ khí hung lệ thoát ra mạnh mẽ sạt sạt đúng lúc số lượng những vết nứt đạt đến cực hạn, một mảnh nhỏ của quang kén bắt đầu rơi xuống ầm um. Một mảng quang kén rơi xuống này, như là một áp lực cuối cùng làm nổ tung núi lửa vậy. Trong chớp mắt, quang kén cực lớn dưới ánh mắt đang có rút mạnh mẽ của Lâm Động đột nhiên nổ tung. Những luồng sáng tím đen hung hãn vô cùng, giống như muốn phá vỡ trời xanh, xông thẳng lên trời. Khắp cả không trung lúc này cũng bị ánh sáng tím đen bao trùm lấy. Lâm Động ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú vào luồng sáng tím đen đang tràn ra. Ở nơi đó, một bóng đen to lớn vô cùng dần ngưng tụ lại. Sau đó phốc một tiếng, hai cánh rơi tím đen rộng chừng đến trăm trượng từ trong luồng sáng đó phóng ra, vỗ nhẹ một cái, một cơn lốc vòi rồng điên cuồng liền cuồn cuộn cuốn ra. Đôi cánh rơi cực lớn vừa hiện ra, một đôi mắt cơ hồ tràn ngập từ hắc sắc, cũng từ trong luồng sáng tím đen đó xuất hiện, sau đó nó ngẩng đầu lên, rít gào một tiếng. U u u, một tiếng gầm rú kỳ lạ cơ hồ như những tia sóng âm, mang theo một sự điên cuồng và kích động không thể che giấu chợt vang lên chói tai từ trong luồng sáng kia đan hà phía dưới cũng bị chấn động tạo nên từng đợt sóng lớn. Sự lan tràn khắp bốn phía của sóng âm đó khiến cho Lâm Động cũng bị cuốn vào bên trong. Thấy vậy, tay áo hắn lập tức vung lên, một chiếc lồng kim quang từ trong cơ thể phát ra, bao bọc lấy thân thể hắn vào bên trong. Bang bang, sóng âm nện vào lồng kim quang, làm cho phía trên đó bạo phát ra những rung động mạnh mẽ, nhưng không thể triệt để phá tan được nó. Lâm Động cũng không để ý đến những chấn động bạo phát phía trên lồng kim quang, ánh mắt của hắn đang chăm chú nhìn lên bầu trời. Luồng sáng tím đen ở đó đang dần biến mất, sau đó, một đầu yêu thú to lớn đến trăm trượng chợt xuất hiện, với một cảm giác choáng ngợp trong tầm mắt của hắn. Đó là một đầu yêu thú khổng lồ to lớn cả trăm trượng, toàn thân hiện ra một màu tử hắc sắc, một đôi cánh rơi to lớn từ phía sau lưng dần xòe ra, cơ hồ che khuất cả bầu trời. Hai cánh tay tím đen to lớn, bên trên như có những đường hoa văn thần bí lập lòe, tán phát ra một cảm giác vô cùng đáng sợ hai bàn tay cũng vô cùng to lớn đầu ngón tay sắc bén lóe ra hàn mang sự sắc bén này cho dù là lâm động bây giờ nhìn thấy cũng có một cảm giác lạnh lẽo chạy khắp thân thể hắn không hề có chút nghi ngờ hai chảo này có một lực lượng sắc bén đáng sợ có thể xuyên thủng qua người của hắn soạt cự thú lơ lửng phía chân trời cặp cánh rơi cực lớn sau lưng vỗ chầm chậm một cỗ khí thế khó có thể diễn tả từ trong cơ thể đó cuốn ra dưới luồng khí thế này đến cả trời đất cũng phải trở nên biến sắc đây là một đầu hung thú tuyệt thế chân chính, cảm giác này so với lúc trước khi Lâm Động gặp Thanh Long cũng khó có thể sánh được. Đây chính là bản thể của Thiên Yêu Điêu sao? Lâm Động nhìn đầu cự thú khiến cho ngay cả hắn cũng cảm thấy e ngại, trong ánh mắt đều tràn ngập sự kích động, lẩm bẩm nói. Trước kia luôn nghe tiểu điêu ba hoa trích trò về năng lực và uy nghiêm của bản thân, nhưng Lâm Động không hề để ý, hôm nay được chính mắt nhìn thấy bản thể của Thiên Yêu Điêu, hắn giờ đây không thể không tin. Thiên Yêu Điêu tộc này thực sự có được khí phách đáng sợ có thể thôn tính cả long tộc. Đầu thiên yêu điêu lơ lửng phía chân trời, ngửa mặt lên trời rít một tiếng. Sau một hồi, tiếng kêu cơ hồ như chấn nhiếp cả thiên địa mới dần dần giảm xuống. Sau đó, nó chậm rãi cúi đầu, đôi mắt tím đen có chút kỳ lạ và thần bí đó quay sang nhìn về phía lâm động. Lâm động ngẩng đầu lên, ánh mắt cũng nhìn lại, không hề vì cái khí thế đáng sợ lúc này trên thân thể đó mà phải lùi lại. ầm, trong khoảnh khắc hai mắt nhìn nhau, trong đôi mắt thiên yêu điêu đột nhiên phóng ra một tia hàn mang vô cùng sắc bén. Hai cánh nó khẽ động, trực tiếp hóa thành một đạo quang ảnh vọt mạnh ra, cặp chảo đủ để dễ dàng xuyên thủng niết bàn kim thân của một gã cường giả tam nguyên niết bàn hướng thẳng về phía Lâm động bổ nhào đến. Một màn này khiến cho Lâm động chợt ngơ ngác. Ánh mắt của hắn chỉ là nhìn vào cặp đồng tử màu tím đen kia, lồng sáng kim quang vốn bao quanh thân thể, lúc này đã tự động tán phát hết ra rồi. Từ trong đôi mắt kia, hắn có thể nhận ra một cảm giác quen thuộc. Hắn không tin, Tiểu Điêu sẽ ra tay với hắn. Bá Tốc độ của tiểu điêu nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, cơ hồ chỉ một chớp mắt đã vượt qua không gian, mang theo thân ảnh cực lớn xuất hiện phía trên lâm động. Áp lực này đủ đến khiến cho một người bình thường phải run như cầy sấy. Ẩm, um, hai tròng mắt màu tím đen của tiểu điêu nhìn lâm động, hàn mang sắc bén chợt trở nên rõ rệt hơn. Một loáng sau, trường trào cường bạo lại một lần nữa chém ra. Nhưng mà, ngay khi sắp chạm vào thân thể lâm động, trường trào đột nhiên chuyển hướng, nện vào khoảng không gian hư vô đằng sau lưng lâm động khi trưởng phong sắc bén chém ra, giọng nói lạnh lùng của tiểu điêu lúc này cũng chợt vang lên trong không gian, cút ra đây cho ta. Chương 543, lão nhân thần bí. Ầm, um, trưởng chào tiểu điêu xẹt qua, không gian cơ hồ cũng bị xé ra thành nhiều mảnh. Sắc mặt Lâm Động lúc này đột nhiên biến đổi, nhưng không phải vì tiểu điêu xuất thủ, mà vì câu quát lạnh lùng lúc trước của tiểu điêu. Nơi đây, không ngờ vẫn còn có kẻ khác ẩn náu. Khoảng thời gian này hắn vẫn một mực tĩnh tu ở đây, trước giờ chưa hề phát hiện ở đây còn có sự tồn tại của một kẻ khác nhưng câu quát kia của tiểu điêu giải thích cho điều gì không biết từ lúc nào đã có kẻ núp trong bóng tối quan sát bọn hắn ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu khiến cho cả người hắn chợt cảm thấy ớn lạnh một trận kim quang từ trong cơ thể lâm động bạo liệt phát ra mũi chân đạp mạnh xuống mặt đất thân hình bắn ngược trở ra đột nhiên quay người lại trên không ánh mắt nhìn chăm chú về phía mảng không gian nơi tiểu điêu vừa mới nện vào tiểu điêu xuất thủ vô cùng cuồng bạo quang mang tử hắc sắc ngưng tụ trong lòng bàn tay. Uy lực mạnh mẽ đến mức này cho dù là Lâm Động cũng không dám khinh thường. Ha ha, không hổ là Thiên Yêu Điêu, ra tay không hề nể nang, dưới ánh mắt chăm chú của Lâm Động, mảnh không gian hư vô chợt trở nên mờ ảo kỳ dị, sau đó một giọng cười nghe có vẻ giả nua từ trong đó truyền ra. Khi những âm thanh giả nua ấy truyền ra, chợt có một bàn tay khô gầy từ trong đó thò ra, khẽ vung lên, kinh phong phát ra nhìn như mỏng manh, thế nhưng lại dễ dàng đẩy lui trường trào mạnh mẽ của tiểu điêu. Thân thể to lớn của tiểu điêu chợt hơi lùi về phía sau, trong hai mắt màu tím đen cũng hiện lên một sự trầm trọng. Hắn chậm rãi hạ cánh từ trên xuống, đứng ở ngay bên cạnh lâm động, đôi cánh cực lớn hơi phe phẩy, một cơn lốc vòi rồng lập tức hình thành để bảo vệ lâm động ở phía sau. Ai vậy? Lâm động liếc nhìn tiểu điêu tự hồ như ác ma dáng trần, sau đó nhẹ nhẹ hỏi. Không rõ. Nhưng hắn rất mạnh, cẩn thận một chút ta vừa mới khôi phục thể xác, thực lực chưa thể hoàn toàn hồi phục. Tiểu Điêu lắc đầu, giọng nói trầm thấp. Lông mày Lâm Động hơi nhíu lại. Hắn thật sự là không hiểu, sâu bên trong Thanh Long Điện, này vì sao lại xuất hiện một cường giả thần bí như thế này? Ánh mắt một người một điêu đều nhìn vào mảng không gian đang vặn vẹo, đồng thời chờ đợi. Trong lúc bọn hắn nhìn chăm chú, mảng không gian kia ngày càng trở nên uốn éo vặn vẹo, cuối cùng một bóng dáng có chút khô gầy chậm rãi xuất hiện trước mắt bọn hắn. Đó là một lão nhân trên mình vận áo gai bằng vải thô trên thân thể không hề có chút ba động sắc bén nào thêm vào đó là khuôn mặt già nua không hề có điểm gì đặc biệt nếu không phải vì sự xuất hiện kỳ lạ của lão e rằng đến lâm động cũng chỉ cho rằng đây chỉ là một vị lão nhân bình thường mà thôi lão nhân tủm tỉm cười nhìn khuôn mặt nghi hoặc của lâm động và tiểu điêu không hề có dấu hiệu xuất thủ mà trái lại ánh mắt đang chậm rãi nhìn vùng không gian xung quanh nơi đây chính là nơi sâu nhất trong thanh long điện sao xem ra tàn ảnh còn lưu lại của người đó cũng đã biến mất rồi bằng không thì e rằng lão phu cũng không thể vào được. Nghe thấy lời lầm bầm một mình của lão nhân, lầm động hơi cho mày. Có lẽ tàn ảnh mà lão nói chính là thanh trĩ. Có lẽ do bởi vì tàn ảnh của thanh trĩ đã biến mất, vùng không gian này mới không còn gì thủ hộ, mới để cho lão nhân thần bí không rõ lai lịch này xông vào. Vị tiền bối này, lầm động nhìn chầm chằm lão nhân, khẽ chắp tay, trong lời nói ẩn chứa sự khách khí. Mặc dù hắn không biết lai, lịch vị lão nhân này, nhưng có lẽ không phải đơn giản nhân vật này tốt nhất là không nên đắc tội yên tâm lão phu chỉ là cảm thấy hiếu kỳ với nơi này thôi những năm qua lão phu đã bao lần muốn vào đây nhưng cuối cùng đều bị chặn lại lão nhân cơ hồ cũng nhận ra sự kiêng rẻ của lâm động lúc này nên cũng chợt cười thoạt nhìn trông thật hiền từ mặt lâm động không đổi sắc nhưng suy nghĩ trong lòng chợt trở nên miên man bình thường khi nói đến chiến trường viễn cổ này chỉ khi có bách triều đại chiến mới được khai mở vậy mà lão nhân có thể tùy ý ra vào từ đó có thể thấy thân phận của lão nhân này không hề đơn giản hắc hắc chắc rằng lão đã ở đây quan sát bọn ta trong thời gian không ngắn tiểu điêu cười lạnh hắc hắc nói chẳng qua là ta cảm thấy rất hứng thú với tên tiểu tử này thôi lão nhân cười ánh mắt nhìn hướng về lâm động nói người có thể có được thôn vệ tổ phù sau này nếu như phát triển lên cũng sẽ có thể vang danh trong thiên địa này rồi ánh mắt lâm động hơi trầm xuống hắn đương nhiên hiểu rõ tầm quan trọng của thôn vệ tổ phù thứ này đủ để hấp dẫn sự tham lam của rất nhiều cường giả. Nếu như lão nhân thần bí này cũng đã nhìn ra, e rằng hôm nay sẽ gặp phiền phức rồi. Quang mang tử hắc sắc ngưng tụ lại trong mắt tiểu điêu. Trong lúc mơ hồ, có một cỗ khí tức cực kỳ hung hiểm toát ra từ trên người nó, rõ ràng là chỉ cần có một lời khiêu khích là sẽ lập tức xuất thủ. Ta chẳng muốn giao thủ cùng các ngươi. Mặc dù ngươi thân là thiên yêu điêu, nhưng thân thể hôm nay vừa mới ngưng tụ, thực lực so với bình thường chưa bằng một phần mười, nên ngươi không thể là đối thủ của ta lão nhân cười nhạt một tiếng không hề để ý đến sự uy áp hung hiểm của tiểu điêu vậy thì thử xem ánh mắt tiểu điêu lạnh lùng vừa định ra tay lâm động liền khoát tay cản lại hắn biết lời nói của lão nhân này không phải là giả lúc này cho dù là hắn liên thủ cùng tiểu điêu e rằng cũng không phải đối thủ của lão già thần bí này nếu như tiền bối đã không muốn vậy có lẽ là hai người vãn bối đã quá đa nghi rồi hôm nay bọn vãn bối đã tu luyện xong nên sẽ không lưu lại đây thêm nữa cáo từ, Lâm Động quay về phía lão nhân mỉm cười, chợt ôm quyền, định cùng với tiểu điêu bỏ đi. Đã nghe tiếng về tiểu tử Lâm Động ngươi, ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, nên có ý tốt khuyên ngươi một số chuyện. Vị bằng hữu thiên yêu điêu ở bên cạnh ngươi kia, nếu như để bại lộ thân phận, ta nghĩ, ngươi sẽ gặp phiền toái lớn đấy. Lão nhân nhìn Lâm Động, đột nhiên thản nhiên nói. Lâm Động chợt quay người lại nhìn chằm chằm, trao mày, trầm giọng nói, lời này của tiền bối là có ý gì? Đông Huyền vực tranh chấp cùng yêu vực rất nhiều năm, hai bên từng giao thủ nhiều lần. Đến nay, những tông phái siêu cấp của Đông Huyền vực từng bị cường giả yêu vực chạm sát không ít những thành viên cốt cán. Hơn nữa, nợ máu nhiều nhất trong số này lại chính là Thiên yêu điêu tộc. Cho nên nếu thân phận vị bằng hữu Thiên yêu điêu của ngươi bị bại lộ, ngươi không chỉ không được lòng những tông phái siêu cấp, nói không chừng còn có thể gặp phải tai họa vô cùng nữa. Sắc mặt Lâm Động hơi thay đổi, với cấp bậc của hắn hiện giờ, đương nhiên là không có tư cách biết được mối ân oán sâu sắc này. Điêu gia chưa từng giết người của các ngươi, tiểu điêu lạnh lùng nói. Ha ha, ngươi là người của thiên yêu điêu tộc, vậy là đã đủ rồi, lão nhân cười nhạt nói, ngươi, cũng không cần lườm ta, ta và thiên yêu điêu tộc các ngươi không hề có ân oán gì, nếu không thì ta đã chẳng bình thản nói với các ngươi những lời như vậy. Ta chỉ không muốn tiểu tử lỗ mãng ngươi để bại lộ thân phận, khiến cho người bạn đi bên cạnh ngươi gặp phải tai họa khủng khiếp mà thôi. Ánh mắt tiểu điêu hơi giãn ra, cuối cùng hừ lạnh một tiếng rồi cũng không nói thêm điều gì nữa. Lâm động cũng ân một tiếng, sau đó kính cẩn ôm quyền hướng về phía lão nhân, nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối sẽ nhắn nhở bằng hữu cố gắng không để bại lộ thân phận Thiên Yêu Điêu của hắn ở Đông Huyền vực này. Tiểu Điêu tuy thân là yêu thú, nhưng thủ đoạn cũng rất nhiều, chỉ cần không hiện ra bản thể như ở đây, có lẽ người bình thường cũng không thể phát hiện ra bản thân hắn chính là Thiên Yêu Điêu. Có thể gặp nhau ở đây cũng là duyên phận, nhân tiện nhắc nhở một chút mà thôi. Có điều, có lẽ sau này chúng ta vẫn còn có cơ hội gặp mặt nhau. Lão nhân nhìn Lâm Động đầy ẩn ý, cười nói, ta thực rất hiếu kỳ. Ngươi sẽ có thể xông vào đến nơi nào trong Bách Triều Đại Chiến? Bách Triều Đại Chiến lần này có những nhân vật yêu nghiệt rất khó đối phó. Chỉ làm hết sức mình thôi, Lâm Động nói khẽ. Hắn chỉ là một vương triều hạ cấp so với những vương triều cao cấp. Từ khi vừa bắt đầu đã là có được những điều kiện vô cùng tốt. Đương nhiên là có sự tranh lệch. Bạn đang đọc truyện tại WWW chuyện phun hắc hắc, người của vương triều cao cấp khống chế niết bàn kim bảng, trong bách triều đại chiến đã nhiều năm, ta nghĩ nếu như có một người ở vương triều hạ cấp mà chiếm được một vị trí cao, có lẽ sẽ trở nên thú vị hơn. Lão nhân cười trêu tức nói, niết bàn kim bảng, lâm động hơi ngây người, niết bàn kim bảng so với niết bàn bảng chỉ hơn nhau có một chữ, nhưng lâm động lại có thể cảm nhận được, giữa hai thứ này có một sự tranh lệch cực kỳ lớn, lão nhân cười. Không giải thích thêm gì nữa, thân hình khẽ động, dần dần trở nên hư ảo một lát sau đã hoàn toàn biến mất trong mảnh không gian này. Lâm Động có chút ngạc nhiên nhìn lão nhân lai lịch thần bí, thậm chí việc làm, lời nói cũng khiến cho người khác thấy khó hiểu, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Lão già này chắc hẳn cũng là người trong tông phái siêu cấp, Tiểu Điêu nhìn nơi lão nhân vừa biến mất, đột nhiên mở miệng nói. Lâm Động khẽ gật đầu, có thể tùy ý ra vào chiến trường viễn cổ này, ngoại trừ những tông phái siêu cấp nắm trong tay mảnh không gian này, e rằng không còn ai khác nữa. Tiểu Điêu, biến trở về hình người đi. Ngươi bây giờ đi ra ngoài e là sẽ khiến cho mọi người kinh động. Lâm động quay đầu, hướng về phía tiểu điêu nói. Sau những lời nhắc nhở của lão nhân thần bí, lâm động không thể không tỏ ra cẩn trọng. Nếu tiểu điêu thật sự bại lộ thân phận, hai người hắn đều sẽ gặp phiền toái. Những tông phái siêu cấp có thù với thiên yêu điêu tộc, không chừng đều sẽ ra tay với tiểu điêu. Ách, tiểu điêu nghe thấy lời nói của lâm động, mặc dù hiểu rõ sự tình, nhưng kỳ lạ là mặt mày hắn vẫn tỏ ra nhăn nhó. Điều này khiến lâm động kinh ngạc, nhưng vẫn tiếp tục thúc giục, dưới sự thúc giục của lâm động tiểu điêu cũng không còn cách nào quang mang tử hắc sắc nhanh chóng từ trong cơ thể bạo phát ra còn thân thể cao lớn đã bắt đầu thu nhỏ lại hào quang tuôn tràn ra thân hình tiểu điêu rốt cục biến thành hình người sau đó hào quang tản đi một bóng người xuất hiện trước mặt lâm động sắc mặt người này vừa hiện lên liền là một vẻ mặt có chút ương ngạnh trước mặt lâm động là một gã thanh niên vận tử hắc y dáng vẻ kẻ này cực kỳ tuấn tú nếu không muốn nói là hoàn hảo hơn nữa cộng thêm nụ cười kiêu ngạo trên mặt khiến cho hắn thoạt nhìn toát ra vẻ tà dị. Nhìn lại lần nữa, dáng vẻ này e rằng nếu như các cô thiếu nữ nhìn thấy đều sẽ bị mê hoặc ngay lập tức. Lâm Động không phải nữ nhân, nên không phát cuồng lên, nhưng cũng phải trợn mắt há mồm một lúc. Hắn thực sự là không thể liên tưởng nổi bộ dạng lúc này của Tiểu Điêu với con cáo già khi trước. Điêu ra, khóe miệng Lâm Động hơi giật lên, nhìn gã thanh niên với vẻ mặt xấu hổ trước mặt, đột nhiên có một tia cảm xúc kỳ quái. O không o. Chương 544, xuất quan. Ha ha xem bộ dạng kinh ngạc của ngươi kìa, tiểu điêu biến đổi hình dáng con người, có chút xấu hổ khi nhìn thấy Lâm động đang há mồm trợn mắt, không nhịn được cười nói. Cảm giác kinh ngạc sau một hồi cũng dần dần biến mất, ánh mắt Lâm động cực kỳ hiếu kỳ nhìn chằm chằm tiểu điêu, trong ánh mắt chợt hiện lên một nụ cười cổ quái. Tiểu tử, ngươi biểu lộ ra như vậy là ý gì? Điêu gia ta mặc dù trong thiên yêu điêu tộc chỉ có thể coi là thiếu niên, nhưng so về tuổi tác thì chắc chắn tiểu tử ngươi không sánh được gọi ta một tiếng điêu ra, ngươi cũng không phải là chịu thiệt thòi. Nhìn nụ cười cổ quái của Lâm Động, Tiểu Điêu vội vàng nói. Lâm Động cười hắc hắc, không hề để ý tới gã. Tiểu Điêu thấy thế chợt tức giận trợn trừng mắt lên. Gã biết, một khi lộ ra hình thái nhân loại, hình tượng đa mưu túc trí khó khăn lắm mới tạo dựng được bao lâu nay, trước mặt Lâm Động giờ đây đã sụp đổ hoàn toàn. Xem ra ta đoán không sai. Lâm Động duỗi cái lưng mệt mỏi, cười tủm tỉm nhìn vẻ mặt phiền muộn của Tiểu Điêu từ giọng nói của tiểu điêu trong một số thời điểm hắn đã nhận ra tiểu điêu mặc dù sự từng trải vượt qua hắn nhiều lần nhưng lại không hề có dáng vẻ già nua của lão nhân từng kinh qua sương gió hôm nay ngươi đã khôi phục thân thể tiếp theo sau này định sẽ làm gì lời nói của lâm động trượt chuyển hướng nói còn có thể làm cái gì vẫn như cũ cùng ngươi đi khắp bốn phương thôi dù cho hôm nay khôi phục thân thể nhưng muốn khôi phục hoàn toàn thực lực đỉnh phong cũng cần không ít thời gian tiểu điêu nghĩ lườm lâm động nói mà tiểu tử ngươi đi đến đâu cũng đều gây ra phiền toái nếu điêu ra ta mà bỏ đi không biết chừng mấy ngày sau sẽ phải quay lại để nhặt xác ngươi đấy biết rõ giọng điệu ngày thường của tiểu điêu nên lâm động cũng không để ý nhìn khuôn mặt của cái kẻ trước mặt còn có phần tuấn tú ta dị hơn cả hoàng tử mạc lăng của vương triều đại viêm trong lòng hắn chợt có một cảm giác ấm áp hắn biết tiểu điêu không hề có ý định muốn từ biệt là vì vẫn chưa yên tâm để hắn một mình lưu lạc ở đông huyền vực này môi khẽ mấp máy lâm động giang bàn tay ra vỗ nhẹ vào vai tiểu điêu nói khẽ huynh đệ nhiều năm qua hai người quen biết nhau đều là ở trong những thời điểm rất khó khăn những năm tháng qua tình cảm ấy rõ ràng trở nên vô cùng sâu sắc hơn tiểu điêu vội gạt tay lâm động ra đầu lệch sang một bên hùng hùng hồ hổ nói tiểu tử ngươi đừng có tỏ điệu bộ như vậy với ta được không buồn nôn muốn chết lâm động cười cười sau đó trầm ngâm nói chờ khi ra khỏi đây về sau chỉ cần còn ở đông huyền vực không đến đường cùng thì ngươi đừng để lộ thân phận thiên yêu điêu. Ta nghĩ với thủ đoạn của ngươi, lúc này mặc dù thực lực vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng nếu như muốn che giấu thân phận có lẽ chẳng mấy người có thể nhận ra. Thực lực của thiên yêu điêu, đa số đều dựa vào thân thể vốn có kia, nếu như không sử dụng, thực lực của ta sẽ bị hao tổn mất không ít. Tiểu điêu nhíu mày, nói, thế còn tốt hơn là, gặp phải đám tông phái siêu cấp có thủ oán với thiên yêu điêu tộc. Yên tâm đi, còn ta và tiểu viêm, muốn bước chúng ta đến đường cùng cũng không phải là việc dễ dàng lâm động nói nghe vậy tiểu điêu cũng đành bất đắc dĩ gật đầu gã cũng hiểu rõ cho dù với thực lực của gã lúc này có khôi phục lại được thực lực đỉnh phong gã cũng không thể không kiêng rè gì ở đông huyền vực này ở vùng đất bao la rộng lớn này rõ ràng có những nhân vật thực lực vô cùng khủng khiếp những tông phái siêu cấp có thể tồn tại ở vùng đất này hàng trăm năm nay thì chắc chắn cũng không hề thua kém các tộc ở yêu vực thực lực đó không thể dùng ngôn từ mà diễn tả được nhìn thấy tiểu điêu gật đầu lâm động lúc này mới hài lòng đối với thù hận giữa thiên yêu điêu và những tông phái siêu cấp đông huyền vực hắn cũng không có hứng thú tìm hiểu tiểu điêu là huynh đệ của hắn đây là điều duy nhất hắn quan tâm xem ra ngày sau muốn đi vào những tông phái siêu cấp cũng phải tìm chỗ không có thù hận với thiên yêu điêu tộc nếu không không thể tránh khỏi phiền phức trong lòng lâm động chợt lóe lên ý nghĩ này đột nhiên nhớ lại lão nhân thần bí khi nãy lão chắn hẳn cũng là người trong tông phái siêu cấp hơn nữa dáng điệu đó có lẽ không có ân oán gì với thiên yêu điêu tộc chỉ là không biết lão thuộc tông phái siêu cấp nào nếu không cũng là một lựa chọn không tệ đi thôi lắc đầu lâm động bỏ hết tất cả những suy nghĩ loại bỏ ra khỏi đầu óc thời gian lưu lại ở nơi này của bọn hắn không ngắn có lẽ chiến trường viễn cổ lúc này đã rất náo nhiệt bởi vì kế tiếp chính là bách triều đại chiến thực sự trải qua sự lặng lẽ khổ luyện trong một năm trời những cường giả khắp nơi bình thường vốn ẩn mình cũng đã bắt đầu lộ ra thực lực của mình, trở thành những nhân vật tiếng tăm vang dội ở chiến trường viễn cổ. Sóng lớn cuốn cắt đi, nhân tài thực sự cho dù có che giấu thế nào, tóm lại là trong cuộc chiến kia đều sẽ trổ hết tài năng, chấn nhiếp thiên địa. Viễn cổ bí thược cổ xưa lại lần nữa hiện lên trong tay Lâm Động, từng tia quang mang khẽ bắn ra, sau đó không gian trước mắt hắn chợt tán phát ra những cỗ ba động kịch liệt. Mơ hồ, có thể nhìn thấy một vùng vòng xoáy không gian dần dần thành hình. Trong lúc vùng xoáy đang thành hình, ánh mắt lâm động quét qua nhìn lại vùng không gian này một lần nữa, có chút tiếc nuối nhìn đan hà đang chảy. Nơi đây đối với cường giả nhất bản cảnh, mà nói đích thực là vùng đất tuyệt vời để tu luyện, chỉ có điều đáng tiếc hắn không thể lưu lại nơi này thêm nữa. Hơi chút cảm hoài, lâm động cuối cùng không chỉ hoãn thêm nữa, chân bước ra, bước vào vòng xoáy không gian đang chậm rãi xoay tròn. Phía sau lưng hắn, tiểu điêu cũng đã nhanh chóng bước theo. Xùi! Ngay sau khi hai người bước vào vòng xoáy không gian, vòng xoáy xoay nhanh phóng đi cuối cùng biến mất trong từng trận chấn động mạnh ở không gian, vòng xoáy biến mất, vùng không gian phủ đầy bụi ngàn năm nơi đây lại một lần nữa trở nên tĩnh lặng. Những người hữu duyên lần sau có thể vào đây, nhưng khi đó hiển nhiên sẽ không có được những kỳ ngộ như lâm động, đoạt được chân truyền của thanh chỉ nữa. O không o khi Lâm Động cùng Tiểu Diêu bước vào vòng xoáy rời Thanh Long Điện, trong một không gian khác, một bóng người to lớn đang ngồi trên một núi xác người biển máu, cũng chậm chậm mở hai mắt đang nhắm. Ừm. Um trong khoảnh khắc bóng người kia mở mắt một sắc đỏ tươi chợt tuôn ra dữ dội một cỗ khí tức hung bạo vô hình như một cơn lốc từ trong cơ thể đó cuốn sạch ra loại khí tức của sự giết chóc hung lệ sự hung bạo đáng sợ này đủ để khiến cho một vài người yếu bóng vía tâm thần phải run rẩy chấn động dưới hai con mắt đỏ bừng đó e rằng sức chiến đấu đã bị giảm đi ít nhiều bóng người ngồi khoanh chân cơ hồ như một người khổng lồ đó chính là tiểu viêm trên thân thể gã lúc này đã có những vết thương chẳng chịt khó coi hiện lên khó có thể tưởng tượng nổi trong vùng không gian này gã đã trải qua sự chém giết bạo liệt thậm chí tàn khốc đến mức nào khí hung bạo cuồn cuộn bốc lên huyết khí ngập trời cũng lơ lửng trên đỉnh đầu tiểu viêm mơ hồ phẳng phất trông như một đầu quang hồ cực lớn màu đỏ như máu giống quang hồ ngẩng lên trời gầm một tiếng tiếng gầm như những sóng âm điên cuồng khuếch tán ra tiếng gầm này cực kỳ quỷ dị mơ hồ có làm cho huyết nhục đều trở nên sôi sùng sục phẳng phất dưới tiếng gầm này huyết nhục trong thân thể đều như muốn phá tung ra ngoài vậy. Tiểu viêm lúc này đã biến thành một đầu hung vật chỉ biết có chém giết. Tiểu viêm ngửa đầu, ánh mắt đỏ bừng, không hề có chút lưu tình nhìn quang hổ huyết sắc, sau đó miệng mở rộng ra, hấp lực tuôn ra dữ dội, hút mạnh đầu quang hổ huyết sắc kia vào trong miệng. Sau khi nuốt quang hổ huyết sắc vào trong miệng, hào quang đỏ như máu quanh tiểu viêm chợt trở nên rõ hơn. Rồi gã đứng dậy, ánh mắt đỏ thấm nhìn vào không gian, cơ hồ cảm ứng được gì đó, sắc đỏ trong mắt chỉ khoảnh khắc đã như là thủy triều rút đi rồi hiện lên một sắc mặt vui mừng. Đại ca xuất quan rồi, sắc mặt tiểu viêm mừng rỡ lầm bẩm nói, bộ dáng này so với hình dáng vô tình khi nãy tưởng như hai người khác nhau vậy. Chợt bàn tay gã nắm chặt, viễn cổ bí thược cũng chợt hiện ra. Sự tu luyện của gã ở đây vốn đã đạt đến cực hạn, sở dĩ vẫn không chịu ra ngoài cũng bởi vì muốn đợi tin tức của lâm động. Lâm động lúc này đã xuất quan, gã đương nhiên cũng đã đến lúc phải đi. Tiểu viêm vươn người ra, ánh mắt đảo quanh vùng không gian chiến trường bị máu tươi phủ đầy đến mức thê lương kia, sau đó nhìn thân thể ngang dọc toàn những vết thương, rồi nhếch miệng cười. Sau đó vừa sải chân ra, liền bước vào vùng không gian bên trong vòng xoáy. Nguồn chuyện, cùng với sự biến mất của tiểu viêm ở vùng không gian này, những sát khí hung bạo lan tràn khắp nơi trong chiến trường này trong khoảnh khắc mờ nhạt dần. Cảnh tượng ấy rõ ràng là do sát khí hung bạo khắp người tiểu viêm phát ra, hiện giờ đều đã lan tỏa ra cả vùng chiến trường này. Suy, khi vòng xoáy không gian biến mất, ở vùng không gian cách đó không xa chợt trở nên vặn vẹo, một bóng dáng già nuôi hiện ra, chính là lão nhân khi trước lâm động đã từng gặp. Lúc này, ánh mắt vị lão nhân thần bí đang nhìn nơi mà tiểu viêm biến mất, bàn tay khô gầy vuốt nhẹ tròm dâu, trong ánh mắt toát lên một tia kinh ngạc. Sát khí trong bạch hổ điện nổi tiếng hung bạo, kẻ thường nếu như lấy được truyền thừa e rằng đều sẽ biến thành một cỗ máy chém giết. Không ngờ kẻ này lại có thể áp chế lại một cách hoàn hảo như vậy, thật là làm cho người kinh ngạc. Nói đến đây, lão nhân thần bí cười, lẩm bẩm, vị bằng hữu bên cạnh lâm động này xem ra không hề đơn giản. Bách triều đại chiến lần này có cho hay để xem rồi. Không biết bọn hắn có thể tiến đến mức nào. Bọn yêu nghiệt của các vương triều cao cấp kia cũng không phải là loại dễ dàng thắng được. Lời nói kết thúc, lão nhân thần bí vung tay áo lên, lại một lần nữa biến mất một cách kỳ dị. Chương 545, Vương triều đại càn. Viễn cổ chi địa, tòa thành mang tính biểu tượng cho cả địa vực Tây Bắc. Từ trước tới nay nhân khí ở đây rất cao, hơn nữa từ sau khi viễn cổ bí tàng xuất hiện, nhân khí lại càng tăng lên đến mức khủng bố, thậm chí đã mấy tháng sau rồi mà ở nhân khí vẫn rất thịnh vượng thời gian viễn cổ bí tàng mở ra không ngắn vì thế trong thời gian này có liên tục có người vào bên trong đương nhiên cũng có không ít người mừng rỡ đi ra nhìn những người có được những thứ khiến kẻ khác phải ghen tị không ít người cảm thấy gai mắt cộng với việc bách triều đại chiến ngày một đến gần rất nhiều cường giả đều nóng lòng nâng cao thực lực vì thế mà về sau lại càng có nhiều người vào viễn cổ bí tàng hơn từ đó dẫn tới lượng cường giả đến viễn cổ tri địa này cũng ngày một nhiều hơn thiên tài của các vương triều cao cấp kéo nhau đến chật ních cả viễn cổ chi địa. Nguồn chuyện, người nhiều, đương nhiên sự tranh đoạt cũng nhiều lên, đó là đạo lý vạn cổ bất biến. Người ngày một nhiều, các bảo tàng không chịu nổi sự càn quét ghê gớm đó, chỉ khoảng 2 tháng sau là đa số bảo tàng, truyền thừa gì đó cũng đều bị lấy đi hết. Như vậy cũng có nghĩa những người đến sau đều phải tay không quay về. Những người đến đây chẳng ai lại chịu về tay không cả, vì thế vấn đề đã xuất hiện, không lấy được bảo bối thì cướp vậy, đây là nơi thực lực vi tôn, chỉ cần có đủ sức mạnh thì chẳng ai chỉ trích được gì. Những suy nghĩ đó dường như chỉ trong một đêm đã khiến cả viễn cổ chi địa trở nên hỗn loạn. Những người thu hoạch đầy áp đi ra từ viễn cổ bí tàng, còn chưa kịp thể hiện sự đắc ý thì đã phát hiện vô số những ánh mắt tham lam đang nhăm nhe nhìn mình. Khắp nơi trong tòa thành là những cuộc tranh giành cướp đoạt, quy mô nhỏ có, lớn cũng không thiếu. Dù sao thì sau đó ai cũng biết, có được bảo tàng vẫn chưa phải thành công vì còn phải có bản lĩnh để thoát khỏi viễn cổ chi địa, trước bao ánh mắt nhằm vào mình, nơi đây không có thứ tự hay thân phận gì cả, chỉ có thực lực và nắm đấm. Đương nhiên, bất luận là nơi hỗn loạn thế nào thì cũng có sự phân biệt đẳng cấp yếu và mạnh. Cho đến nay, sau một vài lần các thế lực thanh trừng lẫn nhau, những thế lực lúc trước xưng bá ở đây sớm đã bị đào thải. Đi trong tòa thành rộng lớn mà cổ xưa này, khi ngẩng đầu lên chắc chắn sẽ nhìn thấy tòa đại điện kim sắc gây chú ý nhất ở trung tâm tòa thành. Hiện nay, thế lực chiếm cứ tòa đại điện này đủ thực lực uy hiếp cho tất cả mọi người trong thành không dám ho he nửa lời họ không phải vương triều cao cấp mà là vương triều siêu cấp bốn chữ mang trong nó một trọng lượng khiến người ta phải tái mặt trong đông huyền vực vương triều nhiều như sao trên trời nhưng ai cũng biết trong số đó một vài những vương triều vượt trội hẳn lên đó chính là vương triều siêu cấp thực lực của vương triều siêu cấp ra sao các vương triều bình thường căn bản không thể đo đếm được ở đông huyền vực nếu nói tông phái siêu cấp là vương giả thì vương triều siêu cấp chính là các tiểu bá chủ, luận thực lực tuy không bằng các tông phái siêu cấp nhưng cũng không thể coi thường. Những thiên tài xuất thân từ các vương triều siêu cấp này, không chỉ có thiên phú người thường khó lòng đạt nổi, khởi điểm của bọn họ, người thường cũng không thể sánh được. Khi vào chiến trường viễn cổ là họ đã thuộc tầng thứ trên cùng, từ góc độ nào đó thì gần việc họ lọt. Vào mắt các tông phái siêu cấp là chuyện chắc chắn không gì tranh cãi. Vì thế, vương triều siêu cấp chính là thế lực mạnh nhất chiến trường viễn cổ những nơi bọn họ xuất hiện bất cứ vương triều nào cũng không dám đắc tội vốn dĩ trong địa vực tây bắc cũng không có vương triều siêu cấp các vương triều siêu cấp trong viễn cổ tri địa cũng chỉ mới đến sau khi viễn cổ bí tàng xuất hiện có vẻ như họ cũng có ý nhằm vào viễn cổ bí tàng nhưng điều khiến người ta nghi hoặc chính là sau khi vương triều siêu cấp đến viễn cổ tri địa ngoài việc ra tay chiếm cứ tòa đại điện kim sắc viễn cổ điện này ra cũng không hề cướp đoạt bảo bối như người ta vẫn tưởng mà ngược lại vô cùng yên tĩnh dường như đang đợi điều gì đó hành động đó khiến người ta nghi hoặc nhưng rất nhanh đã có tin tức truyền ra người của vương triều siêu cấp đúng là đợi ở đây vì viễn cổ bí tàng nhưng những bảo bối bình thường đương nhiên không thể lọt vào pháp nhãn của họ cái họ cần chính là truyền thừa của tứ đại huyền tông trong viễn cổ bí tàng theo tin truyền ra từ trong viễn cổ bí tàng truyền thừa của tứ đại huyền tông chỉ bị ba thế lực là liễu bạch diêm sâm và lâm động lấy được điều đáng kinh ngạc nhất đó là lâm động thực lực có vẻ yếu nhất lại độc chiếm đến hai truyền thừa một lượt sau khi tin này được truyền ra, điều khiến người ta kinh ngạc hơn nữa đó là khi tranh đoạt truyền thừa, Lâm Động đã đánh bại được ba vị bá chủ trước đây của địa vực Tây Bắc là Điền Trấn, Mục Thú và Tưởng Sơn và cướp đi truyền thừa của hai đại huyền tông. Khi tin tức này được truyền đi, không biết có bao nhiêu kẻ hử mũi khinh thường. Nhưng khi ba người bọn Điền Trấn mặt mũi lem luốc, bộ dạng thảm hại đi ra từ viễn cổ bí tàng, vào khoảnh khắc đó cả tòa thành như tĩnh lặng. Không ít kẻ phải hít vào những hơi khí lạnh, họ thật sự không thể ngờ một người, từ vương triều hạ cấp lại có thể khủng bố đến mức đó, nhưng bất luận gây ra những chấn động lớn thế nào cho cả địa vực tây bắc, nhưng bản thân Lâm Động từ đầu chí cuối đều không lộ diện, dường như đang luyện hóa truyền thừa Đại Huyền Tông. Sau khi biết mục tiêu của vương triều siêu cấp khi đến Viễn Cổ Tri Địa, không nhiều thì cũng có một số người mừng rỡ trước tai họa của kẻ khác. Bọn chúng muốn biết, đối mặt với đối thủ đáng sợ như thế này, Lâm Động vốn luôn tạo nên kỳ tích liệu có thể có biểu hiện gì hơn người nữa không? Một tháng trước, không gian trong Viễn Cổ Điện xuất hiện sự dị thường rồi trước sự chú ý của cả tòa thành, Liễu Bạch và bọn Diêm Sâm cùng xuất hiện. Sự xuất hiện này lập tức đã gây nên sự chú ý của Vương Triều Siêu Cấp trong tòa đại điện kim sắc kia. Đồng thời cũng có cường giả của Vương Triều Siêu Cấp hiện thân, nhưng đáng tiếc là trận đại chiến mà mọi người chờ đợi không xảy ra. Hai bên sau khi giao đấu một trận, dường như đều e rẻ lẫn nhau, cuối cùng thu quân về. Không ít người thấy kinh ngạc về điều này. Chỉ những kẻ có thông tin nhanh nhạy mới biết, tuy Vương Triều Siêu Cấp rất ngang ngược, nhưng phía sau Liễu Bạch, Diêm Sâm cũng có bối cảnh không vừa. Thiết nghĩ sau khi Vương Triều siêu cấp tính toán kỹ lưỡng, cũng không muốn vì truyền thừa kia mà gây xung đột, với thế lực phía sau hai người bọn chúng. Nhiều người thất vọng vì kết quả này, nhưng ngay sau đó tinh thần đã lại dâng cao, vì họ hiểu rằng, tuy lần này không đánh nhau, nhưng chắc chắn lần sau sẽ không dễ. Giang kết thúc như thế này, bối cảnh Liễu Bạch và Diêm Sâm không tầm thường, nhưng Lâm Động lại đến từ một vương triều hạ cấp phía sau hắn chẳng có bất cứ vương triều siêu cấp nào đỡ lưng. Vì thế chỉ cần hắn dám lộ diện thì có lẽ sẽ phải ngoan ngoãn giao truyền thừa ra, vì lần này đối phó với hắn là một vương triều siêu cấp, trong chiến trường viễn cổ, uy nghiêm của một vương triều siêu cấp không phải cái mà người từ vương triều hạ cấp có thể khiêu khích. Cho dù hắn có tạo nên nhiều kỳ tích, nhưng thực lực của vương triều siêu cấp đủ để vùi lấp mọi kỳ tích, vương triều đại càn, đó chính là vương triều siêu cấp tọa trấn trong viễn cổ điện, một cái tên khiến ai cũng phải run sợ. Tam vương tứ tướng của vương triều đại càn đều là nhân vật hiển hách trong niết bàn bảng, thực lực của họ đã đạt đến mức độ kinh người. Mà người đang tọa chấn trong viễn cổ điện, đợi lâm động xuất hiện chính là hai trong tứ tướng, hỏa tướng Trúc Thiên Hỏa và Sơn tướng Mục Hoang. Hai đại nhân vật này đã từng một thời làm chấn động cả chiến trường viễn cổ, bọn họ mới là thiên tài thật sự trong chiến trường viễn cổ này. Có rất nhiều người trong lòng đều đang chờ đợi, không biết gã thanh niên đến từ vương triều hạ cấp kia sẽ có tiếp tục được kỳ tích của mình trước những đại nhân vật thế này không? kỳ tích sẽ kết thúc hay sẽ tiếp tục tỏa quang mang? Đáp án không lâu nữa sẽ có. Bên trong viễn cổ chi địa, gần như bất cứ ai cũng đang nghĩ vậy. Một lúc sau bỗng họ ngẩng lên, nhìn vòng xoáy không gian bỗng nhiên xuất hiện trên bầu trời, nhất thời đều sững người. Vòng xoáy từ từ hình thành, một luồng sức mạnh cuồng bạo lan tỏa, rồi hai đạo thân ảnh quen thuộc chậm rãi xuất hiện. Khi những ánh mắt đó nhìn thân ảnh đứng trước, đồng tử lập tức co lại, ngay sau đó là tiếng thét thất thanh, lầm động xuất hiện rồi. Chương 546, hỏa tướng, sơn tướng. Trong đại điện với những bức tường vàng xa xỉ mà uy nghiêm, một vài thân ảnh đang ngồi, không khí vô cùng xâm nghiêm. Phía trước đại điện là hai đạo thân ảnh đang ngồi trên vương tọa, từ trong thân thể tỏa ra thứ sức mạnh kinh người. Người ngồi bên trái mặc bộ y phục màu đỏ, thậm chí đến mái tóc cũng đỏ rực, nhìn tựa như ngọn lửa đang cháy vậy. Trong bàn tay hắn là hai viên ngọc đỏ đang chuyển động, gương mặt đầy vẻ bất cần, tư thái uể oải. Nhìn bộ dạng đó rất không thích hợp với không khí xâm nghiêm kia nhưng lại chẳng ai dám lên tiếng bên phải hắn là một kẻ áo xám dáng người cao lớn gương mặt lại không có chút biểu cảm nào cả người ngồi trên đó tựa như ngọn núi uy nghiêm sừng sững điền trấn chúng ta đã đợi ở đây gần hai tháng rồi bách triều đại chiến cũng sắp bắt đầu người cũng biết là chúng ta không có nhiều thời gian để lãng phí đâu kẻ dáng người to lớn nhìn thân ảnh đang đứng giữa đại điện giọng nói vang vọng khắp đại điện ở trung tâm đại điện là thân ảnh không hề xa lạ chính là gã điền trấn vốn có ân oán với lâm động chỉ có điều kẻ đã từng là bá chủ địa vực Tây Bắc này, bây giờ lại có vẻ khúng núm trước mặt hai người kia. Mục hoang đại ca, tên lâm động đó chắc chắn cũng đã biết tin hai người đến đây, vì thế mới cố tình trốn tránh. Nếu chúng ta rút trước chưa biết chừng chúng ý hắn, như thế thì đợi công toi trong hai tháng qua, Điền Trấn cười nịnh nọt, vội nói. Ta cũng biết mục hoang đại ca và thiên hỏa đại ca muốn chuẩn bị cho bách triều đại chiến, sắp tới. Nhưng nếu giải quyết được tên lâm động kia, hai bộ truyền thừa của hắn sẽ thuộc về hai vị đại ca, đến lúc đó chắc chắn thực lực đại tăng, cũng có thêm chút thủ đoạn nghênh đón bách triều đại chiến. Điền Trấn ăn nói cũng không tệ, hơn nữa hắn hiểu thứ gì có thể khiến hai nhân vật đỉnh cao này dao động. Vì thế khi hắn dứt lời, ngay cả gã nam tử hồng bò kia, cũng phải dừng hai viên ngọc đang chuyển động trong tay lại, nhìn Điền Trấn, cười nói, người cũng biết cách ăn nói nhỉ. Nhưng người nói cũng không sai, đã đợi hai tháng rồi thì thêm mấy ngày cũng chẳng là gì. Nói rồi hắn vươn vai, hơn nữa ta cũng rất muốn gặp nhân vật đánh bại, được cả ba vị bá chủ địa vực Tây Bắc bọn ngươi. Thời gian gần đây ta cũng nghe nói xuất hiện không ít kẻ kiệt xuất từ khắp nơi, nhưng đáng tiếc ta gặp được lại ít quá. Vương triều đại càn của Trúc Thiên Hỏa có nguồn lực lượng vô cùng hùng hậu, tuy có một số người may mắn có được bảo tàng mà một bước lên trời, nhưng trước mặt Trúc Thiên Hỏa cũng chẳng là gì cả. Gần đây hắn đã gặp không ít những nhân tài mới xuất hiện, nhưng cuối cùng tất cả đều mất mạng trong tay hắn. Thiên Hỏa đại ca, quả thực lâm động rất khó đối phó, nếu không phải thông tin hoàn toàn chính xác, thì ta cũng không tin hắn là người của vương triều hạ cấp, Điền Trấn nghiêm túc nói. Vậy sao? Vậy thì càng phải gặp, Trúc Thiên Hỏa nhếch mép cười. Nhìn nụ cười đó, toàn thân Điền Trấn lạnh toát, không dám nói thêm gì nữa. Hắn biết, nhìn Trúc Thiên Hỏa có vẻ như bất cần đời, nhưng thật ra rất tinh quái. Hơn nữa hắn ghét nhất là những kẻ dựa vào bảo tàng, truyền thừa mà một bước lên trời. Hửm, mục hoang nãy giờ ngồi yên trên vương tọa, thân thể to lớn bỗng hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt nhìn lên bầu trời bên ngoài đại điện khóe miệng dần dần nhếch lên hình như con mồi xuất hiện rồi cùng lúc đó trúc thiên hỏa cũng khựng lại nụ cười đầy vẻ thích thú hắn đứng dậy rồi đi thẳng ra ngoài dưới từng bước đi của hắn nguyên lực hùng hồn trào dâng như hồng thủy kẻ cao lớn kia cũng đứng dậy đi theo phía sau cuối cùng cũng chịu hiện thân rồi sao nhìn bóng hai kẻ kia điền trấn cũng lập tức hiểu ra nụ cười hung tàn hiện lên trên miệng hắn muốn xem xem lâm động rốt cuộc còn ngông cuồng được nữa hay không chỉ cần nghĩ đến bộ dạng thảm hại của Lâm Động là Điền Trấn lại thấy thích thú. Hắn cũng nhanh chóng đi theo. Hắn biết rằng, từ hôm nay kỳ tích của Lâm Động sẽ kết thúc, cả viễn cổ chi địa đều xáo động vì vòng xoáy không gian bỗng xuất hiện kia. Vô số ánh mắt với đủ mọi cảm xúc đều đang nhìn chằm chằm vào nó. Những ánh mắt đó đầy sự hiếu kỳ, thèm muốn và cười trước nỗi đau khổ của kẻ khác. Vì họ đều biết người xuất hiện từ bên trong đó là ai, họ cũng biết sắp tới hắn sẽ gặp phải chuyện gì. Rất nhiều người ở viễn cổ chi địa này đều là đợi lâm động đến. Trước bao ánh mắt chăm chú, vòng xoáy dần đứng yên, hai đạo thân ảnh dần hiện ra trước mắt của tất cả mọi người. Khoảnh khắc đó cả tòa thành lặng như tờ. Không khí cổ quái trong thành cũng khiến hai người mới bước ra khựng lại một chút. Bạn đang đọc truyện tại www chuyện phun lâm động nhíu mày trên gương mặt tuấn mỹ của tiểu điêu hiện lên nụ cười sung sướng khi người khác gặp họa xem ra ngươi đi đâu cũng gặp rắc rối lâm động cũng không để ý đến sự châm chọc của tiểu điêu hắn cúi nhìn đám người phía dưới ánh mắt tối lại trầm tĩnh nói hình như còn bị nhằm vào truyền thừa của tứ đại huyền tông có bốn cái ngươi và tiểu viêm đã có được hai trong số đó kẻ khác không ghen tức mới là lạ hơn nữa các ngươi cũng không có bối cảnh như bọn liễu bạch diêm sâm không nhằm vào ngươi thì chẳng phải quá ngốc sao tiểu điêu cười nói chỉ là không biết lần này kẻ muốn nhằm vào ta là thần thánh phương nào lâm động cười cười tuy miệng hỏi vậy nhưng ánh mắt đã nhìn về phía đại điện kim sắc nổi bật nhất tòa thành kia hắn có thể cảm nhận được hai luồng khí tức vô cùng hùng hồn phát ra từ đó. Thứ khí tức đó còn mạnh hơn cả cường giả Tam Nguyên Niết Bàn bình thường. Cả hai dường như đều có tư cách xung kích Niết Bàn kiếp lần thứ tư. Thực lực không tệ, ta nghĩ có lẽ là nhân vật nằm trong Niết Bàn bảng. Tiểu Điêu cười, nhưng trên gương mặt lại chẳng có chút nghiêm túc nào. Hồi phục được thân thể đến mức hiện nay, bá khí trời sinh của Thiên Yêu Điêu tộc đã lại xuất hiện trong hắn. Dù Lâm Động đã cấm không được tùy tiện dùng sức mạnh của Thiên Yêu Điêu, nhưng nếu chỉ đối phó với bọn người kia thì cũng không phải khó khăn cho lắm đúng là đại nhân vật rồi lâm động gật đầu nhân vật như vậy đã có tư cách vào niết bàn bảng nếu gặp chúng trước khi vào viễn cổ bí tàng thì có lẽ hắn phải tạm thời tránh đi nhưng lúc này thì hai người lâm động lơ lửng trên không nhìn nhau cười không hề có ý bỏ đi ngay điều này khiến không ít người trong thành phải nhướng mày rồi cười lạnh nếu hai kẻ bọn chúng biết nhân vật sẽ đối phó với mình là ai thì chắc sắc mặt sẽ không được tốt vậy đâu Hà hà, đại địch đang tới mà vẫn cười được như vậy. Khí phách của hai vị khiến ta bất ngờ đấy. Khi tất cả ánh mắt chăm chú nhìn hai thân ảnh trên không, một giọng cười chợt vang lên. Tất cả mọi người cùng nhìn thấy hai thân ảnh đang từng bước từng bước đi trên không, tiến lại phía này. Hai kẻ đó vừa xuất hiện, cả tòa thành trở nên sao động. Rõ ràng danh tiếng của chúng với những người kia mà nói thì như tiếng sấm bên tai. Lâm động nhìn lại, phía trước là người mặc áo đỏ, tóc đỏ, rất gây chú ý. Trên gương mặt là nụ cười thích thú, phía sau là một kẻ cao lớn, nét mặt lạnh lùng, rất có khí thế. Trúc Thiên Hỏa nghiêng đầu nhìn Lâm Động, cười, "Vương Triều Đại Càn, Hỏa Tướng Trúc Thiên Hỏa." Sơn Tướng Mục Hoang, giọng nói của kẻ kia rền vang như sấm. "Vương Triều Đại Viêm, Lâm Động." Lâm Động làm như không biết đến thái độ và khí thế của hai kẻ kia. "Bọn ta đợi ngươi rất lâu rồi." Trúc Thiên Hỏa cười rất nhiệt tình, hắn nhìn Lâm Động nghiêm túc nói, "Ta đã thích truyền thừa của Tứ Đại Huyền Tông, ngươi hãy giao chúng cho ta, thế nào?" Lâm động ngoảnh sang nhìn tiểu điêu, cười, hình như còn ngông cuồng hơn cả ta. Lâm động lắc lắc đầu, nhìn Trúc Thiên Hỏa rồi nói với ngữ khí cũng rất nghiêm túc, giờ ngươi hãy quay người đi ngay lập tức, ta cũng không để tâm thái độ của ngươi, ngươi thấy sao? Trúc Thiên Hỏa gãi gãi mũi, nụ cười rất tươi, nhưng ánh mắt thì tối sầm lại, ngươi nói lại xem. Đại ca ta bảo các ngươi cút, không gian phía sau lâm động một lần nữa toát ra, luồng xoáy không gian xuất hiện, một luồng khí tức hung sát trào dâng mãnh liệt, khoảnh khắc đó cả trời đất dường như trở nên đỏ rực. Từ trong xoáy không gian, một giọng nói trầm đục như vọng về từ cõi âm, sát khí lan tỏa khiến không ít kẻ phải tái mặt. Chương 547, đối đầu. Khí hung sát tràn ra từ trong vòng xoáy không gian, nhiệt độ của cả trời đất dường như hạ xuống đến mức đóng băng. Trong viễn cổ tri địa, rất nhiều những ánh mắt cũng đang kinh ngạc nhìn vòng xoáy không gian phía sau kia, rõ ràng tất cả đều bị chấn động vì thứ khí hung sát đáng sợ kia. Trúc Thiên Hỏa và Mộc Hoang cũng nhìn vòng xoáy ấy, nét đùa cợt trên gương mặt cũng bớt đi một chút có được khí thế như thế này, chắc hẳn cũng không phải là mấy kẻ được bỏ tàng một bước lên trời, mà chúng đã từng gặp. Trước vô số ánh mắt nhìn chăm chú, một thân hình to lớn từ từ hiện lên, đem theo khí hung sát bao phủ toàn thân, bước ra xuất hiện trước mắt tất cả. Thân ảnh đỏ hồng này vô cùng to lớn, trên người còn đầy vết thương ngang dọc, trên vai là một cây thiết côn màu đen. Nhìn từ xa giống như người từ thời viễn cổ trở về vậy, khí thế kinh người, thể hình của sơn tướng mục hoang vốn đã khá hoành tráng, nhưng đứng trước thân ảnh khổng lồ kia cũng trở nên nhỏ bé tiểu viêm nhìn thân ảnh đó lâm động hơi khựng lại rồi ánh mắt tràn lên niềm vui sướng đó chính là tiểu viêm sau khi bế quan trong bạch hổ điện sau bốn tháng khổ tu khí thế của tiểu viêm đã thay đổi đến mức kinh người đến cả lâm động cũng phải thấy bất ngờ không biết trong thời gian qua tiểu viêm đã phải trải qua sự tu luyện gian khổ thế nào đại ca đôi mắt vốn như của dã thú kia khi nhìn thấy lâm động sự hung hăng trong mắt lập tức biến mất gương mặt nở nụ cười hồn hậu rõ ràng rất nhiều người vô cùng kinh ngạc bọn họ không thể ngờ kẻ nhìn như hung thú thời viễn cổ này lại có thể có dáng vẻ này trước lâm động tiểu điêu ở bên cạnh khoanh tay trước ngực thích thú nhìn tiểu viêm cười nói xem ra thu hoạch cũng không ít đâu nhị ca khôi phục cơ thể rồi sao tiểu viêm quay ra nhìn tiểu điêu cười nói tuy đây là lần đầu hắn nhìn thấy hình dạng người của tiểu điêu nhưng dựa vào cảm ứng nhạy bén mà hắn cảm nhận được sự quen thuộc Tiểu điêu gật gù, rồi bỗng như nhớ ra điều gì, mặt biến sắc, tức giận quát, nhị ca cái đầu ngươi, ta mới là lão đại. Điều ra ta đây sống lâu hơn hai người các ngươi cộng lại nữa. Tiểu viêm gãi đầu, rồi nắm lấy cây thiết côn, nghiêm nghị nói, đại ca nói huynh là nhị ca, thì huynh chính là nhị ca. Tiểu điêu nghe vậy, sắc mặt tím tái lại, diễn trò này ở đây có phải hơi hoạt kê rồi không? Lời nói này phát ra từ Trúc Thiên Hỏa, nụ cười của hắn đã hoàn toàn biến mất, nhìn tiểu viêm với ánh mắt u tối nói, dám bảo người vương triều đại càn cút, ngươi là kẻ đầu tiên đấy. Vậy thì đánh, sự hồn hậu trên gương mặt tiểu viêm nháy mắt đã tan biến, hắn không nói thêm bất cứ lời nào, vung cây thiết côn tấn công thẳng về phía hai người bọn Trúc Thiên Hòa. Thấy vậy ánh mắt Trúc Thiên Hòa tối lại, hiển nhiên đây là lần đầu có kẻ dám ngông cuồng như vậy trước mặt chúng. Được một chút truyền thừa là cho rằng mình lợi hại. Ta từng gặp rất nhiều những kẻ như thế, nhưng không biết trời cao đất như ngươi thì là lần đầu tiên đấy. Trúc Thiên Hỏa hít vào một hơi sâu, khoái miệng nhách lên đầy sát ít, xem ra vị đại nhân vật một trong tứ tướng của vương triều đại càn, này đã bị thái độ của bọn lâm động, khiến cho tức giận rồi. Bọn ta là người của vương triều đại càn. Mục hoang nãy giờ vẫn trầm mặc bỗng lên tiếng, trong giọng nói trầm đục đó mang một áp lực rất lớn. Ta biết, nhưng chỉ dựa vào bốn chữ đó mà muốn bọn ta giao ra truyền thừa khó. Khăn lắm mới có được thì vẫn chưa đủ đâu. Lâm động cười cười, hắn biết sức nặng của bốn chữ đó, nhưng hắn không thể rút lui được. Hắn đã phải bỏ biết bao công sức, muốn hắn giao ra sao đừng nói là vương triều siêu cấp ngay tông phái siêu cấp cũng đừng hòng cả tòa thành lập tức tĩnh lặng đương nhiên ai cũng nghe ra ý tứ trong đoạn đối thoại kia khi nghe lầm động nói xong không ít người phải sửng sốt đã biết rằng hắn vốn không sợ trời không sợ đất nhưng không ngờ khi đối diện với vương triều siêu cấp mà hắn vẫn có thể cứng đầu như vậy hừ thật cứng đầu điền trấn ở phía trước đại điện cười lạnh ngẩng đầu nhìn bầu trời ánh mắt hiện lên vẻ sung sướng trước tai họa của người khác hắn biết thái độ của bọn lâm động đã chặn con đường sống duy nhất của chính chúng. Ngươi sẽ phải hối hận, nghe lâm động đáp như vậy, nhưng Trúc Thiên Hỏa lại không hề nổi giận, ngược lại hắn rất bình tĩnh nói. Phía sau hắn, mục hoang khẽ nhách mép cười chế giễu, bàn tay to lớn chậm chậm nắm lại, một luồng khí thế như bão tố lan tỏa ra từ trong người hắn. Uỳnh, tiểu viêm bước ra, thân hình to lớn phủ bóng đen lên toàn thân mục hoang, rồi hung quang tóe ra từ mắt hắn. Thiết côn xé tan không khí nhằm thẳng đầu mục hoang giáng xuống ánh mắt mục hoang lạnh băng, bước chân ra, thân thể tràn ánh kim quang chói lòa, cánh tay rắn chắc đấm thẳng vào thiết côn. Keng, âm thanh giòn tan của tiếng kim loại va chạm vang lên, một luồng năng lượng có thể nhìn thấy bằng mắt thường lan tỏa, không khí xung quanh phát ra những tiếng ủnh ủnh đinh tai nhức óc. Kinh phong cuồng bạo cuộn trào, cả tiểu viêm và mục hoang đều run lên, không hẹn mà cùng lui ra sau nửa bước. Cảnh đó khiến không ít người trong viễn cổ điện phải biến sắc. Ai cũng đã từng nghe nói về thực lực của mục hoang, nghe nói hắn có tư cách xung kích niết bàn cảnh lần thứ tư và là nhân vật có mặt trong niết bàn bảng bọn họ vốn nghĩ kết quả sẽ là tiểu viêm thất bại thảm hại nhưng không ngờ hai người lại không phân thắng bại thực lực bên phía lầm động đã mạnh đến mức này rồi sao ẩm tiểu viêm cố gắng giữ vững thân thể huyết quang trong mắt càng đậm hơn gương mặt dần ánh lên sự hiếu chiến bạn đang đọc truyện tại ww chuyện phun chân đạp không chung tiểu viêm biến thành một đạo huyết quang Thiết côn trong tay biến thành vô số côn ảnh ồ ạt à tấn công Mục Hoang. Hừ, thấy Tiểu Viêm bỏ qua mình ra tay với Mục Hoang, Trúc Thiên Hỏa nắm chặt tay, một thanh hỏa thương đỏ rực hiện ra. Cây thương dung lên biến ra một đường cong năng lượng, nhanh như chớp nhằm thẳng cổ họng Tiểu Viêm bay tới. Keng, thế nhưng công kích của Trúc Thiên Hỏa vừa bay ra, khi còn cách Tiểu Viêm vài trượng thì một đạo hàn quang bay tới đánh bật nó ra. Sau đó Lâm Động xuất hiện trước mặt hắn. "Để ta làm đối thủ của ngươi." ngươi không cần phải xen vào cuộc chiến giữa họ. Lâm động tay cầm thiên ngạc cốt thương, mỉm cười nhìn Trúc Thiên Hỏa, khẽ nói. Ngươi dám chắc mình có tư cách không? Trúc Thiên Hỏa gườm gườm nhìn Lâm động, khóe miệng vẽ lên nụ cười hung tàn. Lâm động cười cười không nói gì, chỉ chậm chậm dơ cây thương lên chỉ vào Trúc Thiên Hỏa, sự khiêu khích không cần nói cũng nhìn ra được. Ngươi là nhân vật trong niết bàn bảng, nếu ta đánh bại được ngươi có phải ta cũng có tư cách vào niết bàn bảng không? Trúc Thiên Hỏa cười càng hung hăng hơn, không còn sự bất cần lúc trước nữa, sức mạnh đáng sợ dần lan tỏa từ người hắn, giọng nói âm u vang lên, ngươi, lo xa quá rồi, người chết thì chẳng có tư cách gì hết. Nghe lời nói đầy sát khí của Trúc Thiên Hòa, tất cả đều run lên. Bọn họ biết sự việc hôm nay không thể kết thúc một cách yên lành. Chương 548, ác chiến. Dầm, nguyên lực mạnh mẽ gần như trong nháy mắt bùng phát từ cơ thể Trúc Thiên Hòa. Sức mạnh đó vượt xa một cường giả tam nguyên niết bàn bình thường. Cảm nhận được sức mạnh đó, lầm động nheo mắt lại, Tuy ngôn ngữ Trúc Thiên Hỏa cao ngạo nhưng không thể không thừa nhận rằng, hắn có tư cách như thế. Thực lực của hắn quả thật vượt xa những kẻ có được bảo tàng, thực lực đột nhiên nâng cao. Nguồn chuyện, nhưng thực lực của Lâm Động cũng không phải dựa vào bảo tàng mà một bước lên trời. Từ tạo hóa cảnh đại thành khi mới vào chiến trường viễn cổ, hắn đã từng bước tiến lên, trải qua không biết bao huyết chiến khổ tu mới có được thành tựu như hôm nay. Vì thế, nếu Trúc Thiên Hỏa coi Lâm Động là những kẻ nửa mùa kia, thì kết quả sẽ khác xa những gì hắn dự liệu. Cứ để hắn cho ta. Tiểu Điêu, ngươi không cần ra tay. Lâm Động ngoảnh lại nhìn Tiểu Điêu phía sau, nói. Nghe vậy Tiểu Điêu nhíu mày, nhưng hắn cũng biết Lâm Động lo hắn sẽ để lộ thân phận, nên đành phải tay nói, vậy cũng được, đối thủ thế này ta cũng không muốn động thủ. Lâm Động bất lực lắc đầu, quay lại quả nhiên thấy gương mặt tối sầm của Trúc Thiên Hòa. Xem ra hắn đã bị Tiểu Điêu chọc giận không ít. Mong là lát nữa các ngươi vẫn có thể cứng đầu được như thế. Nguyên lực cuồng bạo bao trùm toàn thân, Trúc Thiên Hỏa chậm chậm giơ cây trường thương đỏ rực trong tay lên, một tia hàn quang khóa chặt lấy Lâm Động, khóe miệng hắn nhếch lên, nói: "Lâm Động nhướng mày, định nói gì đó thì đã thấy Trúc Thiên Hỏa đã lao tới. Cây thương trong tay múa ra vô số thương ảnh đỏ rực, nhằm thẳng những yếu huyệt của Lâm Động mà đánh tới. Tinh tinh, thương ảnh bay tới, khi còn cách Lâm Động vài trượng, Thiên Ngạc cốt thương cũng bắn ra vô vàn thương ảnh khác, bay tới đâm vào thương ảnh của Trúc Thiên Hòa tia lửa bắn ra khắp nơi, kình phong cuồng bạo cuộn trào từ những điểm tiếp xúc. Tiếp một chiêu này của Trúc Thiên Hòa, Lâm Động không lui mà còn tiến, cánh tay vung lên, thiên ngạc cốt thương nhằm thẳng tim Trúc Thiên Hòa đâm tới. Hừ, thấy Lâm Động ra tay không chút nương tình, Trúc Thiên Hòa hừ lạnh, cây thương bỗng biến thành một đường cong quỷ dị đập lên thiên ngạc cốt thương. Xoẹt xoẹt, một chiêu bị chặn đứng, mắt Lâm Động lóe sáng, công kích cuồng bạo lại bộc phát. Cả hai đều là cao thủ dùng thương, khi giao đấu thì thương ảnh đầy trời, ánh lửa sáng chói khiến người ta nhìn phải hoa mắt. Tất cả mọi người trong viễn cổ tri địa cũng tập trung nhìn về hướng này. Một số cường giả có con mắt không tệ, sắc mặt dần trở nên nặng nề. Vì họ nhận ra rằng đối mặt với công kích mạnh mẽ như thế của Trúc Thiên Hỏa, nhưng Lâm Động vẫn không có dấu hiệu rơi vào thế hạ phong. Thiên Ngạc cốt thương trong tay đã chặn được hết mọi đòn tấn công của Trúc Thiên Hỏa. Đến lúc này những ai có mặt đều hiểu ra, thực lực Lâm Động hiện tại đã mạnh hơn, hồi mới vào viễn cổ bí tàng này rất nhiều lần, khác với trận chiến bên Lâm Động, tiểu viêm và sơn tướng mục hoang lại có tình hình khác cả hai đều thuộc loại giỏi chiến đấu dùng sức mạnh cảnh tượng nắm đấm với thiết côn đánh nhau tạo nên một cảm giác rất kích thích thị giác thân thể mục hoang được bao bọc trong ánh kim sắc chói lòa rõ ràng là hắn đã sử dụng niết bàn kim thân đến mức cao nhất còn quanh người tiểu viêm là chiến giáp huyết sắc sát khí đậm đặc tỏa ra từ cơ thể thậm chí có dấu hiệu áp đảo được mục hoang tiểu viêm vốn là yêu thú hơn nữa còn trải qua rất nhiều sự tôi luyện rõ ràng dù có chút thành tựu về tu luyện nhục thể cho nên mục hoang rõ ràng không thể so sánh được với tiểu viêm. Thiết côn xé tan không khí cùng với âm thanh chói tai, tận dụng được một sơ hở rất nhỏ, xuyên qua lớp phòng ngự của mục hoang, cuối cùng giáng mạnh lên vai hắn. Binh binh, năng lượng cuồng bạo bùng phát từ vai hắn, thân hình to lớn của mục hoang bị tiểu viêm đánh lui mấy bước, kim quang nơi vai tối đi một chút. Tất cả mọi người đang có mặt đương nhiên đều đã nhìn thấy cảnh tượng đó, cả tòa thành ồ lên tiếng kêu kinh ngạc. Rõ ràng bọn họ không thể ngờ tiểu viêm, một kẻ không chút nổi danh gì lại có thể chiếm thế thượng phong trước mục hoang sắc mặt điền trấn phía trước đại điện cũng hơi thay đổi xem ra truyền thừa huyền tông đã đem lại không ít lợi ích cho hai người lâm động nếu không thì chúng cũng không thể đạt được mức này nghĩ vậy mắt điền trấn ánh lên sự phẫn nộ và rất không cam tâm kẻ có được truyền thừa thực lực đại tăng phải là hắn mới đúng hai tên khốn kiếp các ngươi tưởng tứ tướng của vương triều đại càn dễ đối phó vậy sao giờ đã đắc ý e là hơi sớm quá đấy ánh mắt điền trấn tối lại cười lạnh nói thiên ngạc cốt thương của lâm động nhanh như chớp quét qua tai trúc thiên hòa hàn phong thổi bay một lọn tóc bàn tay trái tung ra nhằm thẳng trưởng của trúc thiên hòa đánh tới một tiếng hự trầm đục vang lên kình phong dâng trào cả hai đều bật ra sau vài bước cũng có chút bản lĩnh quả nhiên người khác với người khác với bọn ta từng gặp trúc thiên hòa xoa tai ánh mắt lạnh lẽo nhìn lâm động nói lâm động đứng thẳng người mũi thương chỉ mặt đất nguyên lực hùng hồn bao quanh cơ thể thanh thế không hề thua kém trúc thiên hòa Đồng bọn của ngươi hình như không phải đối thủ của huynh đệ của ta." Lâm Động liếc nhìn chiến cục cách đó khá xa, cười nói, "Giờ nói những lời đó là hơi sớm đấy." Trúc Thiên Hỏa cười lạnh, ánh mắt tối lại, hai tay biến ra vô số ấn pháp kỳ dị. Cùng với sự biến hóa của ấn pháp, nguyên lực quanh người cũng trở nên sôi sục hơn. "Bọn ta khác với loại người dựa vào truyền thừa như các ngươi. Thực lực của vương triều siêu cấp không phải là cái mà bọn người từ vương triều hạ cấp như ngươi có thể tưởng tượng được đâu." "Ừm." Uhm, ngay khi Trúc Thiên Hỏa có hành động thì ở chiến trường cách đó khá xa bỗng vang lên tiếng nổ trầm. Chỉ thấy thân thể mục hoang có xu hướng phình to ra, vô số làn sóng năng lượng điên cuồng cuộn trào. Lâm Động nhìn luồng năng lượng bỗng bùng phát quanh hai người, nheo mắt nói, muốn dùng thủ đoạn thật sự rồi sao, nguyên lực quanh trúc thiên hỏa, theo những sự thay đổi của ấn pháp đã trở nên đỏ rực một cách quỷ dị, nhìn từ xa giống như biển lửa rừng rực cháy. Thân thể trúc thiên hỏa cũng đỏ rực, mái tóc đã đỏ càng trở nên đỏ hơn, cuối cùng nhìn tựa như dòng máu tươi. Toàn bộ cả tòa thành, gần như mọi ánh mắt đều tập trung trên bầu trời. Tất cả đều cảm nhận được công kích đáng sợ mà hai người Trúc Thiên Hỏa sắp phát ra, xem ra dường như cả hai đều không muốn kéo dài cuộc chiến nữa. "Lâm Động, hai người ép được bọn ta đến mức này là đủ có thể tự hào rồi đấy." Giọng nói oang oang phát ra từ Trúc Thiên Hỏa, trong tiếng nói ấy cũng có sự nóng bỏng của biển lửa. Thân ảnh Trúc Thiên Hỏa ẩn hiện trong biển lửa, ngay sau đó biển lửa sôi sục, hư không phía trên biển lửa vỡ tan, một thân thân hình đồ sộ được bao quanh bởi hỏa diệm dần xuất hiện ẩm cùng với sự xuất hiện của hư anh đó nhiệt độ cả trời đất dường như tăng cao nguyên lực trong trời đất lập tức sụp sôi rào đồng thời thân thể mục hoang cũng phình to đến hơi trục trượng làn da hắn nhanh chóng biến thành màu vàng đất thậm chí còn nhìn thấy những đường vân như quý giáp dường như có một luồng sức mạnh nặng nề như núi lan tỏa ra từ trên thân thể hắn nhìn từ xa mục hoang lúc này như biến thành một ngọn núi cỡ nhỏ cả tòa thành phát ra những tiếng kêu đầy sửng sốt Ánh mắt ai cũng đầy sự sợ hãi mà đầy thèm muốn. Vũ khí ở tầng thứ này là thứ mà họ mơ mà không được, không hổ là vương triều siêu cấp, biển lửa phản xạ đỏ rực trong ánh mắt của Trúc Thiên Hòa. Những ngọn lửa rừng rực cháy, cánh tay hắn khẽ hạ xuống, bàn tay chậm chậm thò ra, từ sâu trong mắt có ánh lửa chập chờn. "Lâm Động, tiếp theo ta sẽ cho ngươi biết thế nào là vũ kỹ của vương triều đại càn. Người chết cũng sẽ không hối hận." Giọng nói trầm đục vang ra từ biển lửa, ngay sau đó, hỏa diệm bùng cháy điên cuồng. Ngưng tụ thành một đạo hư ảnh, viêm ma kình, phần thiên hạ, man sơn thể, ban sơn nhạc, sức mạnh đáng sợ cuộn trào từ trên không trung. Ngay sau đó, biển lửa nhanh chóng lan tỏa, hư ảnh to hàng chục trượng được bao bọc bởi hỏa diệm đã hoàn toàn xuất hiện trước mắt mọi người. Uyên, cách đó không xa, cuối cùng bục hoang cũng dừng việc phình to, trên lớp da màu vàng đất, vô số đường hoa văn kỳ dị hiện lên. Hắn cúi xuống nhìn tiểu điêu, ánh mắt lạnh tanh. Kết thúc rồi một giọng nói trầm đầy sát khí truyền ra từ người khổng lồ kia, rồi hắn bước ra, kinh phong mang sức mạnh hủy diệt ập về phía Lâm Động và Tiểu Viêm. Uy lực của linh vũ kỹ thật kinh người. Chương 549, Thanh Long Toái Thiên Thủ. Uỳnh, cuồng phong với sức mạnh kinh người cuồn cuộn trên không trung, hai nắm đấm khổng lồ đem theo kình phong cuồng bạo biến thành hai cái bóng đen ngòm ập tới Lâm Động và Tiểu Viêm. Những nơi nắm đấm kia đi qua, không khí như bùng nổ, thậm chí những tòa nhà cao trong thành cũng bị sức ép khiến cho rạn nứt có dấu hiệu muốn sụp đổ. Chỉ một quyền nhưng thanh thế đã hung hãn như vậy. Linh vũ kỹ sao, lâm động nhìn đạo quyền phong đang ngày một tới gần. Tuy nó được hình thành từ những ngọn lửa nóng bỏng, nhưng hắn cảm nhận được luồng sát ý lạnh thấu xương từ nó. Rõ ràng Trúc Thiên Hỏa ra tay là không có chút nương tình. Đúng là rất mạnh, có điều chưa đủ. Lâm động nhếch mép cười, vào khoảnh khắc đó từ trong cơ thể hắn bùng phát một chùm thanh quang. Ẩm, thế nhưng nắm đấm khổng lồ gần như không đợi lâm động phản kích trước tất cả ánh mắt chăm chú, nó đã giáng thẳng xuống vùng thanh quang mới lan tỏa. dầm, ầm, hai âm thanh trầm đục khiến người ta phải kinh hãi vang lên. tiếng đầu tiên là nắm đấm hỏa diệm giáng xuống thanh quang, tiếng thứ hai là tiểu viêm bị nắm đấm của mục hoang khi biến thành người khổng lồ đánh chúng. nhìn thấy vậy, cả tòa thành lập tức có những âm thanh đầy tiếc nuối. công kích hung hãn như vậy, dù là cường giả tam nguyên niết bàn cũng khó tránh khỏi trọng thương. có điều sự tiếc nuối đó không kéo dài quá lâu bởi vì ngay sau đó bọn họ nhìn thấy, bất luận là thanh quang hay huyết quang, cả hai đều chẳng có thân ảnh nào bay ra một cách thảm hại cả. Cảm giác như là hai nắm đấm khổng lồ kia đều chìm vào biển lớn vậy. Điều này khiến ai ai cũng đều cảm thấy kỳ lạ, hai nắm đấm kia nhìn có vẻ hung hăng, nhưng thanh thế lại chẳng có bao nhiêu. Trên trời, nơi trái tim của người khổng lồ hỏa diệm có ẩn hiện bóng dáng trúc thiên hỏa, sắc mặt hắn lúc này có phần tối tăm nhìn ánh thanh quang kia. Từ lực phản chấn hắn có thể thấy rằng, đòn tấn công của hắn không hề có hiệu quả như mong muốn. Bầu trời trở nên tĩnh lặng, cuối cùng thanh quang dần có động tĩnh, chỉ thấy nó nhanh chóng tan đi, để lộ ra một thân ảnh được bao bọc trong ánh sáng xanh nhàn nhạt. Thân ảnh đó lúc này tay phải đang chặn trước nắm đấm khổng lồ, nhưng bàn tay có vẻ nhỏ bé yếu ớt kia lại khiến nắm đấm khổng lồ không thể tiến tới nửa phân. Một quyền có thể đánh trọng thương một cường giả tam nguyên Niết bàn đã bị lâm động dùng một bàn tay chặn đứng. Cảnh tượng này khiến ai cũng phải ngỡ ngàng, nhìn lâm động như nhìn quái vật. Đúng lúc ấy, ở bên kia cũng có một tiếng nổ vang lên, tất cả mọi người nhìn sang. Chỉ thấy huyết quang cũng lan tỏa, tiểu viêm được bao bọc trong huyết quang đã răng rộng hai tay ôm chặt lấy cánh tay, của người khổng lồ mà mục hoang biến thành, nhìn giống như muốn quật ngã người khổng lồ vậy. Muốn chết hà, mục hoang dường như cũng phát giác ra ý đồ của tiểu viêm, quát lên giận dữ, tung tiếp một quyền nữa. Trước kình phong mạnh mẽ, không gian như trở nên méo mó. Rào, huyết quang quanh người tiểu viêm cuộn trào, tiếng hồ gầm trầm đục truyền ra. Không hề có ý nhân nhượng, tiểu viêm bước chân ra, tung nắm đấm, với ánh huyết quang định liều mình chặn đứng nắm đấm khổng lồ của Trúc Thiên Hòa. Uỳnh, một vòng sức mạnh như ngưng kết thành thực chất điên cuồng lan tỏa, không khí xung quanh cũng vào khoảnh khắc ấy bùng nổ. Huyết quang mang trong nó sát khí đậm đặc tràn ra từ người tiểu viêm, hình thành nên một con quang hổ khổng lồ màu huyết sắc. Cút, ánh mắt, tiểu viêm đầy hung hãn, gân xanh nổi cuồn cuộn trên cánh tay, sức mạnh như có thể rời sông lấp biển bùng phát trong nháy mắt mọi ánh mắt đều trở nên kinh hãi vì bọn họ nhìn thấy người khổng lồ mà mục hoang biến thành lúc này đã bị tiểu viêm nhấc lên quay một vòng rồi ném bay đi dầm người khổng lồ rơi vào trong thành vô số tòa kiến trúc bị đánh sập cả tòa thành đều náo động vì hành động này của tiểu viêm lầm động thấy vậy ánh mắt hiện lên sự vui mừng xem ra tu luyện trong bốn tháng thực lực của tiểu viêm tiến bộ rất nhiều hà hà xem ra đúng là hắn không phải đối thủ của huynh đệ ta Lâm Động ngẩng lên lại cười nói, người lắm mồm quá rồi đấy, ta sẽ nhanh chóng giải quyết ngươi rồi đến huynh đệ của ngươi cũng không muộn. Thân ảnh trúc thiên hỏa lúc ẩn lúc hiện nên trong ngọn hỏa diệm, hắn nhìn Lâm Động với ánh mắt lạnh băng, rồi bỗng bay vụt ra, kinh phong cùng hỏa diệm ập về phía Lâm Động. Lâm Động điểm mũi chân, cơ thể rút lui về sau, thiên ngạc cốt thương đánh ra vô số thương ảnh tấn công thân hình khổng lồ kia. Bạn đang đọc truyện tại vkvkvk. Truyện phun ken keng keng, thương ảnh tiếp xúc với thân ảnh to lớn, phát ra những âm thanh giòn tan bắn ra vô vàn những tia lửa, nhưng hiệu quả chẳng được bao nhiêu. Hừ, đây là viêm ma thể, ngươi không làm được gì đâu. Mục hoang cũng vậy, hắn có man sơn thể. Ngươi tưởng huynh đệ của ngươi có thể đả thương hắn sao? Đến lớp phòng ngự của bọn ta các ngươi cũng không phá nổi mà đòi đấu sao? Nằm mơ giữa ban ngày, Trúc Thiên Hỏa hừ lạnh, giọng nói đầy chế giễu. Lâm Động nheo mắt lại, nhanh chóng nước mắt về phía tòa thành phía dưới. Quả nhiên cơ thể khổng lồ bị tiểu viêm quật ngã đang đứng dậy, cầm lên một tảng đá lớn ném về phía tiểu viêm. ỉ vào có mai rùa sao? Lâm Động cũng cười lạnh, quả thật bọn Trúc Thiên Hỏa rất khó đối phó, nhưng hắn lúc này đã khác 4 tháng trước rồi. Nếu ngươi đã tự hào vì cái mai rùa đó thì ta sẽ phá vỡ nó là được. Lâm Động cười lạnh. Dựa vào ngươi sao? Trúc Thiên Hỏa nhếch mép cười coi thường. Dựa vào ta, Lâm Động cười, thân hình bay thẳng về phía Trúc Thiên Hỏa. Không biết trời cao đất dày. Thấy vậy, hỏa diệm nhanh chóng tràn lên bàn tay khổng lồ, giáng xuống Lâm Động viêm ma thủ, bàn tay hỏa diệm gào rú lao tới, lửa cháy rừng rực, dường như còn có những tiếng gầm thét kinh hồn lạc phách truyền ra. Rào, bóng đen của bàn tay khổng lồ đó gần như chặn đứng mọi đường lui của lâm động. Nhưng hắn không có chút sợ hãi, thủ ấn biến hóa, thanh quang quanh người chuyển động, tạo thành một lớp da đặc biệt. Hơn nữa, khi lớp da ấy hình thành dường như có tiếng rồng gầm rú. Xoẹt, thanh long bì bao quanh người lâm động, hắn nhằm thẳng bàn tay hỏa diệm to lớn kia tung ra một quyền. Nổ, Thấy hành động đó của Lâm Động, Trúc Thiên Hỏa hét lên một tiếng, bàn tay hỏa diệm khổng lồ lập tức phát nổ bùm một tiếng. Vù vù, hỏa diệm cuồng bạo cùng luồng kình phong đủ đánh trọng thương cường giả Tam Nguyên nhất Bàn, cuồn cuộn trào dâng, thấy vậy, Trúc Thiên Hỏa cười lạnh. Nhưng hắn cũng không cười được lâu thì nụ cười đã đông cứng trên gương mặt. Bởi vì một đạo thanh quang với thế, như trẻ che xông qua cơn bão lửa lao thẳng tới hắn. Lâm Động, ngươi căn bản không thể phá vỡ được viêm ma thể của ta. Lâm động xuất hiện ở ngay phía trước khiến Trúc Thiên Hỏa giật mình, nhưng rồi hắn hét lên quả quyết. Cũng chưa chắc, Lâm động ngẩng lên nhếch mép cười, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi đao. Phụt phụt, thanh quang. Chuyển động quanh người Lâm động, trên bàn tay phải Lâm động bắt đầu xuất hiện những chiếc vảy xanh quỷ dị. Lớp vải không dày, nhưng thanh quang lấp lánh khiến Trúc Thiên Hỏa cảm thấy một sự nguy hiểm đang tới. Thanh Long Toái Thiên Thủ, bàn tay phủ đầy vảy của Lâm động, nhanh như chớp tung ra giáng thẳng về phía ngực của người khổng lồ trước ánh mắt kinh hãi của Trúc Thiên Hỏa, một quyền của hắn đã xuyên thủng lớp phòng ngự mà Trúc Thiên Hỏa lấy làm tự hào. Chương 550, đại bại. Binh, từ trên không trung vang lên một âm thanh chói tai, tất cả ánh mắt đều chăm chú nhìn lên. Ở nơi đó, bàn tay của Lâm Động như mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào cơ thể người khổng lồ hỏa diệm, một quyền đó đã phá tan lớp phòng ngự vô cùng cường hãn của người khổng lồ. Cảnh tượng này khiến không ít người phải kinh hãi. Tuy chưa đích thân giao đấu, nhưng chỉ dựa vào khí thế đó bọn họ cũng biết cự nhân bằng hỏa diệm kia lợi hại đến mức nào. Nhưng không ngờ lớp phòng ngự như vậy vẫn bị Lâm Động dùng một quyền xuyên thủng, sức mạnh đó thật sự quá kinh người. Ngươi, Trúc Thiên Hỏa vốn được che chắn bên trong cự nhân hỏa diệm, nhìn bàn tay xuyên qua lớp phòng ngự của Lâm Động, mắt ánh lên sự kinh hãi và phẫn nộ. Nhưng ngay sau đó ánh mắt hắn lạnh băng, thủ ấn biến hóa, hỏa diệm xung quanh bỗng cuồn cuộn cuốn lấy cánh tay của Lâm Động. Sức nóng mãnh liệt không ngừng chui vào trong cánh tay, muốn khiến nguyên lực trong cơ thể lâm động trở nên bạo loạn hiển nhiên lâm động cũng biết ý đồ đó của trúc thiên hòa nhưng không hề tỏ ra hoảng loạn ngược lại hắn cười một cách khinh bỉ lực thôn vệ âm thầm lan tỏa sức nóng đang chui vào cơ thể gần như bị nuốt chửng sạch sẽ xem ta phá vỡ viêm ma thể của ngươi đây lâm động ngẩng lên nhách mép nhìn trúc thiên hòa vẫn trốn trong cự nhân lật bàn tay lực thôn vệ bùng nổ viêm ma thể được hình thành từ nguyên lực kết tụ của trúc thiên hòa thông qua một sự tôi luyện đặc biệt nào đó mà trở nên vô cùng mạnh mẽ. Có điều để duy trì được nó phải tiêu hao rất nhiều nguyên lực. Mà lúc này lực thôn phệ của Lâm Động đã bộc phát, số nguyên lực ấy đang tiêu biến với tốc độ kinh người, ngay sau đó viêm ma thể cũng dần mờ đi. Ngươi đang làm gì vậy? Sự thay đổi của viêm ma thể, đương nhiên Trúc Thiên Hỏa có thể cảm nhận được, sắc mặt hắn tái đi, quát lớn. Lâm Động mặc kệ, lực thôn phệ vẫn tiếp tục bùng nổ, chỉ trong hơn chục giây đã hút đến 7-8 phần nguyên lực của viêm ma thể khi mất đi lượng nguyên lực lớn như vậy, trước bao ánh mắt chấn động, viêm ma thể đã dần tan biến. Linh vũ kỹ mà Trúc Thiên Hỏa lấy làm tự hào đã bị lâm động, phá giải một cách nhẹ nhàng, viêm ma thể biến mất thì Trúc Thiên Hỏa cũng xuất hiện, chỉ có điều sắc mặt hắn lúc này đã tím tái, ánh mắt nhìn lâm động đã có chút dè chừng. Mặc dù hắn rất cao ngạo, nhưng hiện tại hắn cũng đã hiểu, lâm động không phải là loại cường giả nửa mùa mà hắn đã từng gặp. Xoẹt, lâm động đánh tan viêm ma thể, thấy thân thể Trúc Thiên Hỏa xuất hiện, ngay lập tức lao tới, bàn tay phủ đầy vẩy xanh nhanh như chớp chụp lấy cổ họng trúc thiên hòa hừ thấy vậy trúc thiên hòa hừ một tiếng cây thương trong tay rung lên cùng với một luồng kình phong mạnh mẽ đâm thẳng tới bàn tay lâm động với hắn thực lực của lâm động đúng là không tầm thường nhưng chắc chắn cũng không dám dùng tay không như vậy đối phó với thương đao keng thế nhưng lại một lần nữa hắn đã dự liệu sai lâm động không hề có ý tránh né cây thương của trúc thiên hòa bàn tay hắn giơ ra nắm chặt lấy mũi thương dẹt dẹt ánh lửa chói lòa bùng phát lên trong lòng bàn tay lâm động nhưng bất luận mũi thương có phát ra sức mạnh thế nào cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn vỡ lâm động bóp chặt tay thanh quang trên lớp vảy trong lòng bàn tay lóe lên một luồng sức mạnh đáng sợ bùng nổ âm thanh giòn tan vang lên cây trường thương đỏ rực linh bảo địa cấp của trúc thiên hòa bị lâm động bóp nát bóp vỡ mũi thương cánh tay lâm động rung lên ánh hàn quang nhằm thẳng trúc thiên hòa bắn ra tới tấp với những luồng kình phong mạnh mẽ trúc thiên hòa cuống cuồng rút lui kim quang trên người lóe sáng, sau khi bị dính vài đòn mới chặn được hết đám hàn quang hình thành từ những mảnh vỡ của cây thương. Khốn kiếp, tuy công kích không gây tổn thương gì lớn cho hắn, nhưng sắc mặt Trúc Thiên Hỏa vô cùng khó coi. Trước tiên viêm ma thể của hắn bị lâm động phá vỡ, giờ đến vũ khí cũng bị lâm động bóp nát, cục diện này dường như hắn đã hoàn toàn ở thế hạ phong. Nhưng ngay khi hắn không kìm được mà chửi một câu, đồng tử lập tức co rút lại. Một đạo thân ảnh gần như đã xuất hiện ngay trước mặt hắn, thân ảnh xuất hiện một cách quỷ dị khiến Trúc Thiên Hòa cảm nhận được một mối nguy hiểm cực độ. Gần như không cần suy nghĩ, ánh kim quang chói lòa bùng nổ từ trong thân thể hắn. Bàn tay được bao bọc bởi thanh quang nhanh như chớp giáng thẳng xuống ngực Trúc Thiên Hòa. Hự, một tiếng rên trầm đục vang lên, kim quang trước ngực Trúc Thiên Hòa tối lại, sắc mặt hắn đỏ rực lên, cuối cùng phụt ra một ngụm máu tươi, cơ thể bay ngược ra sau. Nhìn Trúc Thiên Hòa bay ngược ra phía sau, cả viễn cổ chi địa gần như câm lặng rất nhiều người mắt còn trố ra, đặc biệt là Điền Trấn, gương mặt hắn đầy sự không thể tin nổi. Thực lực Trúc Thiên Hỏa thế nào, hắn biết rất rõ, đó là cường giả tam nguyên Niết Bàn đỉnh phong, thậm chí cũng có khả năng vượt Niết Bàn kiếp lần thứ tư. Nhưng nhân vật như vậy đã bị một mình Lâm Động đánh cho thảm bại. Trong mấy tháng qua rốt cuộc thực lực Lâm Động đã mạnh đến mức độ nào? Trúc Thiên Hỏa lúc này sắc mặt trắng đen xen lẫn, hiển nhiên trong lòng vô cùng phẫn nộ. Nhưng hắn không phải kẻ ngốc, nếu giờ hắn vẫn coi Lâm Động như những kẻ nửa mùa hắn từng gặp, thì có lẽ hắn đã không phải một trong tứ tướng của vương triều đại càn thực lực mà lâm động thể hiện đủ để khiến hắn e dè lâm động nhìn trúc thiên hòa lần này hắn không ra tay nữa tuy không sợ trúc thiên hòa nhưng hắn cũng phải dè chừng vương triều đại càn chưa nói không biết có giết được trúc thiên hòa không dù có thể thì cũng phải trả giá rất đắt lâm động không muốn như vậy các ngươi thua rồi lâm động bình thản nói bạn đang đọc truyện tại vkvkvk chuyện phun nghe thế trúc thiên hỏa vội quay ra nhìn chỉ thấy bên kia, huỳnh oanh vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa. Một thân ảnh to lớn đầu sộ, trong ánh huyết quang đang tung những cú đấm mang hình đầu hổ, mỗi cú đấm đều có thực lực có thể đả thương một cường giả tam nguyên niết bàn. Rầm rầm rầm, quyền ảnh huyết quang giáng tới tấp lên sơn thể của Mộc Hoang, tạo ra vô số vết rạn nứt lớn, vết rạn lan rộng dần, cuối cùng bùng một tiếng nổ tung. Sơn thể nổ tung, một đạo thân ảnh cũng bắn ra, cuối cùng rơi xuống làm sập cả một tòa kiến trúc, khói bụi mù mịt một lúc sau, mục hoang miệng dính máu, thân hình thảm hại đứng trên đống đổ nát, ánh mắt nặng nề nhìn thân ảnh đang được bao bọc quanh huyết quang kia. Hắn đã hoàn toàn ở vào thế hạ phong, việc này không phải hắn chưa từng gặp, nhưng đây là lần đầu tiên hắn bị một kẻ từ vương triều hạ cấp áp đảo, đến mức này. Tiểu viêm đánh bay mục hoang, nhưng khi thấy lâm động không có ý đuổi cùng diệt tận, huyết quang quanh người cũng thu lại. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về hai đạo thân ảnh sáng trói trên bầu trời. Chẳng ai có thể ngờ họ lại có thể đánh bại được cường giả đã lọt vào niết bàn bảng hơn nữa từ nay về sau hai người lâm động cũng sẽ trở thành cường giả trong niết bàn bảng trong chiến trường hỗn loạn này lâm động đã lặng lẽ gần một năm nay cuối cùng cũng bắt đầu nổi bật phía trước đại điện sắc mặt điền trấn tái nhợt nhìn cảnh tượng đó khẽ nuốt nước bọt một cái hắn biết lâm động không phải kẻ mà hắn có thể động vào được nữa rồi ân oán kia có lẽ nên quên đi thì hơn tại một góc xa xa một nhóm người cũng đang nhìn lâm động với sắc mặt phức tạp không phải ai xa lạ chính là người của vương triều mai nham hắn đã đạt đến mức này rồi thạch hiên nghiến răng không cam tâm nhưng trong đó cũng mang chút sợ hãi ân oán trước đây hãy quên đi khiêu khích hắn chỉ có chết thôi thạch khôn cuối cùng chán nản thở dài ai có thể ngờ một kẻ trước đây chỉ là con kiến trước mặt hắn giờ đã đạt đến mức chúng phải ngưỡng vọng đi thôi tới trung tâm chiến trường viễn cổ bách triều đại chiến cũng sắp bắt đầu rồi hắn vẩy tay quay người đi ra khỏi thành hắn cũng muốn biết kẻ tạo được nhiều kỳ tích kia rốt cuộc sẽ đi được đến đâu trong bách triều đại chiến nơi đó mới là nơi quần hùng tranh bá